Controls là dành cho thiết kế nghiên cứu bệnh chứng. Với các câu lệnh này thì nó có thể cho phép các bạn là tính toán và đưa ra các bảng dịch tễ. Bây giờ chúng ta thử một cái câu lệnh dành cho nghiên cứu bệnh chứng để xem nó tính cái gì cho mình nhé. Chúng ta quay trở lại chương trình Stata. Bây giờ thì tôi sẽ sử dụng câu lệnh CCI, tức là viết tắt của từ, các bạn cứ đánh đúng như vậy vào viết tắt của cái từ là K Controls Immediate. Và giả sử như chúng ta có một phân nhóm là có 24 đối tượng là phơi nhiễm và mắc bệnh, và bên cạnh đó chúng ta có 30 đối tượng là phơi nhiễm không mắc bệnh, chúng ta có 45 đối tượng là không phơi nhiễm mà mắc bệnh, và sau chúng ta có 50 đối tượng là không phơi nhiễm và không mắc bệnh. Chúng ta cứ nhập lần lượt các con số. Các bạn có nhớ là trong cái bảng mà bảng dịch tễ bảng 22 của mình có cái bảng mà có các ô là A, B, C, D không? Có nhớ không? Và đây chính là các con số tương ứng với các ô A, B, C, D như vậy. Đúng không ạ? Và chúng ta chỉ cần nhập bốn con số vào thôi và các bạn enter. Sao ạ? Có kết quả được không? Các bạn mà đang mở phần mềm. Có đúng không? Và máy tính xếp cho chúng ta là nhóm bệnh là gì, nhóm chứng là gì, phơi nhiễm là gì và không phơi nhiễm là gì, đúng theo các con số mà chúng ta vừa nhập. Và bên cạnh đó thì máy tính cũng tính cho mình là cái tỷ số chênh. Các bạn nhìn thấy đây ạ. Cái odds ratio, vì chúng ta đang yêu cầu máy tính tính cho thiết kế nghiên cứu nào đấy? Bệnh chứng. Đúng ạ, và bệnh chứng thì sẽ đưa ra tỷ số chênh. Nên máy tính tính cho mình cái giá trị odds ratio, và bên cạnh đó máy tính đưa cho mình cái giá trị của kiểm định khi bình phương. Và cái giá trị odds ratio này thì chúng ta sẽ so sánh nó và xem nó với cái giá trị 1. Thì khi máy tính chạy ra thì nó cũng chạy cho mình cái khoảng tin cậy 95%. Chúng ta xem khoảng tin cậy này có chứa giá trị 1 hay không. Nếu khoảng tin cậy này chứa giá trị 1 thì có nghĩa là không có mối liên quan giữa biến phơi nhiễm và bệnh. Còn nếu khoảng tin cậy này không chứa giá trị 1 thì có nghĩa là có liên quan. À, với đấy đấy là về phiên giải thì chúng ta sẽ còn cái phần phiên giải phía sau nữa. Thực sự trong cái phần tính toán OR, bây giờ chúng ta đang tìm hiểu cái chương trình này, tìm hiểu Stata dưới góc độ là tính lệnh trực tiếp thôi. Với một thiết kế K control thì chúng ta có thể tính như vậy, nhưng bây giờ vẫn với số liệu đấy mà tôi chuyển sang cái thiết kế là cohort study thì sao? Chúng ta giữ nguyên. Có một cái ưu điểm nữa này, nếu các bạn muốn lấy lại cái lệnh cũ thì các bạn chỉ cần click chuột vào đây thôi, vào cái dòng lệnh ở bên lúc nãy chúng ta đã có, và chúng ta chỉnh sửa. Ví dụ bây giờ tôi không muốn để là case control nữa mà tôi chuyển sang cái thiết kế này với số liệu như vậy, nhưng thiết kế của tôi là thiết kế nghiên cứu thuần tập. Vì thế tôi chuyển sang là CSI, tức là cohort study, và tôi yêu cầu máy tính tính cho mình. Và bây giờ thì máy tính không tính cho mình cái giá trị OR nữa mà nó tính cho mình giá trị risk ratio, cái tỷ số nguy cơ. Các bạn nhìn thấy ạ. Và cái tỷ số này là phù hợp với một thiết kế nghiên cứu thần tập. Thần tập thì tính RR, bệnh chứng mới tính OR, đúng không ạ? Đấy là chúng ta học ở trong dịch tễ rồi, kiến thức rất cơ bản. Và chúng ta cũng có các giá trị khoảng tin cậy của giá trị RR, cũng như là kiểm định giá trị kiểm định khi bình phương, có P value này, chúng ta nhìn dưới giá trị P này, P, và giá trị P này sẽ được so sánh với giá trị 0,05, các bạn biết rồi, đúng không ạ? Và nếu nhỏ hơn 0,05 thì có liên quan, còn nếu lớn hơn 0,05 thì không có liên quan. Thế còn với khoảng tin cậy của RR thì cũng tương tự như OR, chúng ta xem có chứa giá trị 1 hay không. Nếu chứa giá trị 1 thì không liên quan, mà nếu không chứa giá trị 1 thì có liên quan. Và trong tình huống này, nếu đây là các số liệu mà được tính toán từ một nghiên cứu thuần tập thì ở đây thì chúng ta thấy là không có mối liên quan giữa phơi nhiễm và bệnh. Vì những đối tượng, vì giá trị RR của chúng ta là có chứa cái giá trị 1, tức là cái nguy cơ mắc bệnh ở trong cái nhóm phơi nhiễm là bằng với nguy cơ mắc bệnh trong nhóm không phơi nhiễm. Và chúng ta cũng nhìn thấy giá trị P của chúng ta là lớn hơn 0,05, vì thế cũng nói là không có mối liên quan giữa hai biến. Đây là tôi minh họa là cái cách tính trực tiếp. Vậy thì đây cũng là một cái cách mà chúng tôi đôi khi là chúng tôi sử dụng để kiểm tra bài của học viên sinh viên ấy. Nếu các bạn muốn kiểm tra hoặc các bạn muốn thử các số liệu ở trên một bài báo người ta đã đăng tải rồi, và mình xem người ta tính toán cái giá trị OR, RR rồi xem giá trị P của họ có đúng hay không, mình đọc, mình đang học và mình phản biện cái bài báo đấy chẳng hạn, thì các bạn sẽ nhìn thấy là bao giờ trong bài báo người ta cũng đưa ra cho mình cái bảng này rồi, đúng không ạ, với các con số như thế này. Vậy mình nhập lại các con số đấy và theo đúng thiết kế vào trong chương trình Stata và chúng ta sẽ thấy là tính toán ra được cái giá trị là OR, RR hoặc là khoảng tin cậy để chúng ta kiểm tra xem là cái tác giả bài báo đấy họ làm có đúng hay không. Thì thường là với vai trò phản biện bài báo và xem cái phần kết quả nghiên cứu của các bài báo cũng như là kết quả nghiên cứu từ các báo cáo nghiên cứu thì chúng tôi thường là không có những cái bộ số liệu gốc trong tay. Mình không có quyền để lấy cái bộ số liệu gốc, đúng không ạ?
và thường là không có bộ số liệu gốc thì nhiều người nghĩ là vậy chúng ta không thể nào mà kiểm tra được cái phần phân tích, vì phân tích phải dựa trên bộ số liệu gốc chứ, phân tích phải có con số, phải có các bảng ghi, nhưng thực tế sao không cần. Nên các bạn cũng, đấy cũng là một cái cách để các bạn hiểu cái phương án, phương pháp có thể kiểm tra số liệu mà không cần có bộ số liệu gốc, để ngay khi chúng ta làm luận văn chúng ta cũng biết được là à, các thầy, các cô hay là mọi người đọc bài báo của mình, đọc nghiên cứu của mình, hoàn toàn người ta có thể tính ra được cái chỉ số mà mình đưa ra, để từ đó là mình cũng lưu ý là đưa ra cho nó chính xác, tránh cái tình huống là mình đưa ra một con số nó không đúng, sai, đến lúc người ta đọc bài người ta bảo là tính hoặc là phân tích là sai hết rồi thì nó cũng không hay cho mình. Thì đấy, đấy là cái câu lệnh tính trực tiếp mà Stata có thể giúp mình trong cái quá trình tính toán, nó cũng rất là hay, các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng được trong quá trình các bạn làm luận văn. Một cái chức năng của máy tính đấy là tính trực tiếp, nhưng mà không phải là chúng ta cứ làm việc với Stata là chúng ta tính trực tiếp, sử dụng câu lệnh trực tiếp như vậy, mà chủ yếu là chúng ta làm việc với bộ số liệu, đúng không ạ? Chủ yếu là chúng ta có một cái bộ số liệu để chúng ta phân tích, và cái bộ số liệu Stata thì thường nó có định dạng đuôi là DTA. Và nếu để mở cái file, mở cái bộ số liệu này thì cũng tương đối là đơn giản, chúng ta dùng cái thực đơn lệnh. Và cái thực đơn lệnh này thì chúng ta có thể là vào file và open, hoặc là chúng ta có thể dùng luôn cái thực đơn lệnh bằng tiếng Việt mà thầy Minh đã viết. Thì, nếu các bạn đã copy được số liệu rồi, hoặc thậm chí là chưa copy được số liệu mà có hai cái file số liệu mà anh Hạnh đã gửi ngày hôm qua, thì chúng ta có thể là học cái cách để mở số liệu. Bây giờ tôi quay trở lại với chương trình Stata. Để mở một bộ số liệu mới, bây giờ tôi chưa có mở số liệu nào hết cả, để mở một bộ số liệu mới thì nếu đã copy được cái thực đơn tiếng Việt rồi, chạy được rồi, thì các bạn vào User, sau đó các bạn vào xử lý và phân tích số liệu. Và có một cái phần ngay đầu tiên là mở bộ số liệu. Được không ạ? Rồi, chúng ta click chuột vào đó. Và chúng ta về cái đường link số liệu mà các bạn đang lưu trữ. Ví dụ tôi đang để một số các bộ số liệu ở trên màn hình desktop, thì tôi có thể là chuyển về cái màn hình của tôi để tôi copy và tôi lấy cái số liệu ra. Hoặc là nếu mà các bạn đang để bộ số liệu ở trong một cái phần lưu trữ nào đó của mình. Desktop tôi còn khó lấy hơn. Đấy, thì chúng ta mở ra. Đây, có rất là nhiều số liệu mà tôi đã copy ra đây rồi. Giả sử như tôi mở một cái bộ số liệu, bạn nào có rồi thì bạn có thể mở theo tôi. Chúng ta có thể mở số liệu là SL1 ure máu. Hãy tìm về một bộ số liệu bất kỳ, chúng ta chỉ đang học mở thôi, chưa học phân tích nên là không lo, miễn là chúng ta sẽ mở được số liệu. Rồi sau khi chọn được bộ số liệu rồi thì các bạn click vào open. Và bây giờ chúng ta đã nhìn thấy là máy tính cho chúng ta một cái bộ số liệu mà đã bắt đầu có biến số. Đây, chúng ta có biến số bên này. Và nhìn vào đây thì bộ số liệu của mình là có 5 biến số. Có biến về số thứ tự, có biến tuổi, có biến về xếp nhóm là người đấy có phải là cao tuổi hay không, có biến về ure máu và xếp xem ure máu người đấy có là thuộc nhóm cao hay thuộc nhóm bình thường. Đấy, đấy là cách mở bộ số liệu. Còn nếu các bạn không dùng thực đơn tiếng Việt, thì ví dụ sau này chúng ta bắt đầu quen rồi, không cần dùng thực đơn tiếng Việt nữa, thì mở rất là đơn giản, giống như là các bạn mở với các chương trình Word hoặc là Excel. Chúng ta vào File này, vào thực đơn File, sau đó các bạn vào Open. Nếu các bạn muốn mở một bộ số liệu đang có, chúng ta click vào Open. Đấy, và chúng ta cũng về cái đường dẫn để chúng ta mở bộ số liệu. Giống như là khi mà chúng ta mở Word Excel, chúng ta cũng hoàn toàn có thể mở như vậy. Còn nếu các bạn vào File mà các bạn lại click vào New, thì đó là chúng ta đang mở một cái mới. Chúng ta có thể mở một cái new file mới, chúng ta có thể mở một cái giao diện mới để chúng ta nhập số liệu. Và trong chương trình Stata thì cũng cho phép chúng ta có một cái chức năng cũng rất là hay, SPSS cũng cho phép làm như vậy, là máy tính sẽ cho mình là mở những cái file. Đôi khi mình có quá nhiều file, làm việc với quá nhiều bộ số liệu, và bây giờ chúng ta cũng đôi khi không thể nhớ là chúng ta đang lưu nó ở đâu, thì các bạn có thể là sử dụng cái thực đơn là Open Recently, tức là mở cái bộ số liệu mà chúng ta sử dụng trong lần gần đây. Thì trong lần gần đây tôi mở tương đối là nhiều bộ số liệu, vừa là dùng trong công việc, vừa là dùng giảng dạy. Thì các bạn thấy là máy tính liệt kê rất là nhiều bộ số liệu tôi đã từng mở. Và nếu chúng ta nhìn thấy bộ số liệu nào phù hợp mà mình đang muốn mở thì các bạn click chuột vào thì chúng ta sẽ mở được. Đấy, thì chúng ta không cần phải trở về cả cái đường dẫn ban đầu. Đấy là cái phần mở bộ số liệu. Nó cũng đơn giản, đúng không ạ? Dùng thực đơn vào File Open là chúng ta mở ra được.
Nhưng mở bộ số liệu đấy chỉ chúng ta chỉ mở được khi chúng ta có số liệu thôi, chứ còn nếu không có số liệu thì chịu. Còn số liệu thì lưu ở đâu cũng được. Các bạn lưu số liệu thì bất kỳ đâu cũng cũng được hết. Chúng ta cứ vào cái đường link, vào cái folder thực đơn, vào cái thực đơn, vào cái folder mà các bạn lưu, các bạn sẽ mở được. Đây là cái phần mà tôi có tranh thủ hướng dẫn các bạn ở phía trước, là chúng ta lấy thực đơn tiếng Việt thì copy hai cái thư mục E và X. Sau đó thì nếu với máy mà dùng hệ điều hành Win, các bạn vào trong cái ổ C, paste vào hai cái thư mục, paste hai thư mục này vào cái phần Edu. Và sau đấy thì khởi động cái menu này bằng cách đánh lệnh như ở trên bảng. Với cái cách đánh lệnh này, copy thì chỉ cần một lần copy thôi. Hôm nay các bạn copy thì tất cả những lần sau nó đều nằm trong đấy rồi, đúng không ạ? Nhưng mà để gọi cái thực đơn này ra thì mỗi một lần phân tích nếu muốn sử dụng thì chúng ta phải đánh lại cái câu lệnh này một lần. Chứ không phải là chúng ta cứ mở máy ra là chúng ta sẽ có. Vì chúng ta phải gọi thực đơn ra, nó mới link cái thực đơn tiếng Việt đấy vào trong cái thực đơn gốc, vào trong chương trình gốc của chương trình Stata. Gần như đây là một cái phần thêm vào, và mỗi một lần sử dụng chúng ta sẽ phải gọi cái phần đấy ra. Nên là mỗi một lần phân tích, nếu các bạn muốn sử dụng cái thực đơn tiếng Việt thì chúng ta cần phải đưa cái câu lệnh này vào. Còn nếu không muốn sử dụng thực đơn tiếng Việt thì không sao, chúng ta chỉ cần mở chương trình ra là chúng ta chạy được bình thường. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu thêm Stata với một bộ số liệu mà chúng ta có sẵn nhé. Các bạn nếu đã copy được cái folder số liệu mà tôi có đưa vào một số các USB rồi thì chúng ta bắt đầu mở. Ở trong đấy thì chúng ta có cái bộ số liệu về tăng huyết áp. Chúng ta có bộ số liệu tăng huyết áp, và với bộ số liệu tăng huyết áp này thì có 397 bản ghi và có 19 biến số. Trong bộ số liệu này thì có thông tin chung của đối tượng nghiên cứu, cũng như là có chỉ số huyết áp và chỉ số nhân chắc của bệnh nhân. Chúng ta có thể dùng các cách sau để mở lệnh. Thứ nhất là các bạn có thể sử dụng câu lệnh CD. Thứ hai là các bạn có thể sử dụng câu lệnh INSHIFT. Và thứ ba có thể sử dụng câu lệnh JUICE. Mà chúng ta thực ra là không cần nhớ các câu lệnh này, mà chỉ cần là vào các đường link, vào các đường dẫn để mở lệnh như là tôi vừa hướng dẫn là được. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái bộ số liệu này nhé, và sẽ thực hiện một số các câu lệnh cơ bản ban đầu để tìm hiểu cái bộ số liệu mà mình có. Lúc nãy thì tôi đã mở cái bộ số liệu URE rồi. Bây giờ tôi muốn đóng cái bộ số liệu đấy vào thì các bạn dùng câu lệnh CLEAR. Dùng câu lệnh CLEAR và sau đó thì ENTER, máy tính nó sẽ đóng cho mình. Các bạn nhìn thấy là ở đây không còn có một cái biến số nào nữa. Đồng nghĩa với việc là máy tính nó không mở bất kỳ bộ số liệu nào. Mà bây giờ quay trở lại cái màn hình Stata, chương trình Stata trống. Và để mở được cái bộ số liệu về huyết áp đấy thì chúng ta vào users. Sau đó thì vào xử lý phân tích số liệu. Tôi sẽ cố gắng là chạy theo các thực đơn tiếng Việt. Thống nhất là chạy theo thực đơn tiếng Việt để cho các bạn dễ sử dụng. Và chúng ta mở cái bộ số liệu. Nó không có trong E mà cũng không có trong X. Nó là trong một cái folder số liệu riêng mà tôi vừa copy cho các bạn ở trong một số các USB. Các bạn copy giúp tôi ạ. Ai chưa copy thì copy giúp ạ. Ai đã có rồi thì chúng ta vào user và xử lý phân tích số liệu và vào mở bộ số liệu. Và trong cái số liệu mà có trong các USB rồi đấy ạ. Bảo các bạn chuyển cho em. Bạn nào có thì chuyển. Kìa, bạn trai, bạn nam kìa. Chúng ta mở vào bộ số liệu SL7 này, huyết áp này. Đây ạ. Sau đó click open. Kìa, đưa cho bạn copy cho em. Mở như là câu lệnh vừa rồi chúng ta đã mở thử bộ số liệu URE. Mở bộ số liệu mà có tên viết tắt là SL7, tức là số liệu 7 và gạch ngang huyết áp.
Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một số các câu lệnh cơ bản để thăm dò cái bộ số liệu này. Đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn cái hai cái thực đơn, hai cái menu nữa để chúng ta nhìn cái bộ số liệu. Nếu nhìn ở giao diện này chúng ta mới chỉ nhìn thấy tên các biến thôi. Và dưới này là nếu các bạn click trực tiếp vào một biến nào đó thì ở dưới này máy tính sẽ cho phép mình hiển thị lên là biến đó tên là gì, loại biến là gì, vân vân, các thông tin cụ thể về biến số. Chúng ta chưa nhìn thấy số liệu. Vậy làm thế nào chúng ta có thể nhìn thấy bộ số liệu này? Thì có hai cái trang chúng ta có thể nhìn, hai cái thực đơn chúng ta có thể nhìn. Trước hết là các bạn có thể vào Data Editor. Đây ạ. Các bạn có thể vào đây. Nhìn thấy ở ngay trên màn hình ấy, Data Editor, và chúng ta nhìn thấy một cái bảng tính với lại một cái bút. Data Editor đồng nghĩa với việc là chúng ta có thể chỉnh sửa được số liệu trong cửa sổ này. Máy tính cho phép chúng ta chỉnh sửa. Sau khi click vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta có thông số, các con số, các số liệu của từng đối tượng nghiên cứu và với các biến số mà có trong bộ số liệu. Giả sử tôi nhìn ở dòng 1 này, điều đó đồng nghĩa với việc là tôi có cái bệnh nhân thứ nhất và có mã bệnh nhân ở đây với tuổi của bệnh nhân đi kèm theo, giới tính của bệnh nhân, cân nặng, chiều cao, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Tức là tất cả thông tin của một bệnh nhân thì nó nằm trên một dòng. Còn ở cột này thì đấy là thông tin của một biến số hay một đặc tính của các bệnh nhân đó. Ví dụ ở cột này là tuổi thì tôi đang có thông tin về tuổi. Ở cột tiếp theo là giới tính thì tôi đang có thông tin về biến số giới tính của các đối tượng nghiên cứu. Vậy chúng ta sẽ nhìn thấy một bộ số liệu mà rất chi tiết, có thông tin của từng đối tượng nghiên cứu với từng biến số mà chúng ta đã nhập. Những cái bộ số liệu, những cái quan sát mà các bạn nhìn thấy có cái dấu chấm ở đây này. Có một khoảng trống và dấu chấm ở đây này. Đấy là những đối tượng mà không có thông tin, hay còn gọi đối tượng bị missing. Tức là đối tượng không có cái thông tin khi mà chúng ta nhập liệu. Chúng ta đã không nhập liệu thông số này. Có thể là bệnh nhân không làm xét nghiệm đấy nên là không có thông tin, hoặc là điều tra viên của mình không phỏng vấn câu hỏi này, hoặc nên là chúng ta không có thông tin. Và trong cái màn hình, trong cái cửa sổ của Data Editor này, chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa. Tôi lấy ví dụ như các bạn nhìn thấy ở đây là chiều cao trung bình của đối tượng nghiên cứu là một, tôi cho to lên để các bạn nhìn, là 154,6 cm. Tôi kiểm tra lại với phiếu phỏng vấn, tôi thấy là không phải rồi. Đối tượng này là cao 1m64,6 cm cơ. Đây là điều tra viên của mình nhập nhầm rồi. Và bây giờ mình phải chỉnh sửa. Thì để chỉnh sửa các bạn có thể sửa trực tiếp vào. Từ 154 chúng ta có thể là nhập 164,6 cm. Thế chúng ta nhập lại cái con số đúng vào và sau đó chúng ta enter. Đây thì máy tính đã chuyển sang cái con số đúng của mình vừa nhập. Thế cái cửa sổ này cho phép chúng ta có thể chỉnh sửa số liệu. Khi mà số liệu của mình không chính xác thì chúng ta sẽ chỉnh sửa từ cái cửa sổ Data Editor này. Cứ muốn sửa ở đâu thì các bạn cho chuột vào đấy thôi, cho chuột vào ô đấy để chúng ta chỉnh sửa. Bên cạnh cái cửa sổ Data Editor thì chúng ta có cửa sổ là Data, cái cửa sổ Browser. Cái cửa sổ Browser này cũng cho chúng ta nhìn thấy số liệu. Đây ạ, cũng cho chúng ta nhìn thấy số liệu. Nhưng cửa sổ này khác cửa sổ Data Editor ở chỗ là chỉ cho phép chúng ta nhìn thôi. Không cho phép chúng ta can thiệp gì. Không cho phép chúng ta chỉnh sửa. Sự đây nếu chúng ta đang tính ở cửa sổ Data Browser thì các bạn muốn sửa ở đây chẳng hạn, tôi muốn sửa về nữ. Các bạn cứ thử bấm máy tính, tôi đang có thao tác trên máy tính đấy ạ. Tôi đang bấm để tôi sửa đấy, nhưng mà máy tính không cho tôi sửa. Chúng ta không thể sửa được số liệu trong cửa sổ mà của browser, mà chúng ta chỉ sửa được số liệu trong cửa sổ về editor thôi. Thì đấy là sự khác biệt của hai cái cửa sổ mà chúng ta có. Và khi mà chúng ta sửa xong, chúng ta muốn đóng máy tính lại thì máy tính bao giờ cũng hỏi, muốn hỏi chúng ta là liệu có muốn lưu, bạn có muốn lưu cái thông tin mà bạn vừa chỉnh sửa hay không. Nhớ là tôi vừa chỉnh sửa một quan sát đúng không ạ? Với cái chỉ số chiều cao thay đổi. Và ở đây thì nếu tôi muốn lưu thì tôi sẽ click vào Change to Edit Mode. Nhưng ở đây tôi sẽ không lưu vì tôi muốn là trả về cái bộ số liệu gốc. Chính vì tôi click vào Cancel. Và tôi đóng lại cái cửa sổ, đóng cửa sổ này lại. Tôi trở về cái màn hình cửa sổ mà màn hình của Stata ban đầu. Đấy là nhìn số liệu và chỉnh sửa số liệu nhé. Với hai cửa sổ Data Editor và Browser. Bây giờ chúng ta sẽ thử một số các sẽ xem một số các câu lệnh khác mà sử dụng ngay trong giai đoạn ban đầu để chúng ta hiểu về cái bộ số liệu của mình. Có một cái câu lệnh Descriptive
để chúng ta có thể là yêu cầu máy tính là mô tả cái bộ số liệu của mình, và viết tắt của câu lệnh này là dest. Và nếu tôi muốn là bất kể một câu lệnh nào, câu lệnh mô tả nào, nếu tôi muốn là máy tính là mô tả cho tôi tất cả các biến số có trong bộ số liệu thì tôi chỉ cần đánh câu lệnh thôi và tôi enter là máy tính nó sẽ mô tả hết. Nó mô tả hết tất cả các câu lệnh mà tất cả các biến số mà chúng ta có. Nếu tôi thấy là dài quá, tôi không muốn mô tả nhiều như thế này mà tôi chỉ muốn chọn một câu lệnh bất kỳ nào thôi, thì các bạn sẽ đưa vào cái câu lệnh bất kỳ đó, đưa vào cái biến số bất kỳ hoặc biến số mà các bạn muốn mô tả đó. Ví dụ tôi muốn chỉ mô tả biến giới thôi. Chúng ta đánh câu lệnh descriptive. Viết đầy đủ là descriptive, tức là mô tả biến số. Chúng ta chỉ muốn mô tả biến giới tính chẳng hạn. Các bạn chọn biến giới tính bên này và đưa vào, sử dụng cái mũi tên chúng ta chuyển vào. À, sau đấy tôi có thể là muốn mô tả biến cân nặng nữa, thì chúng ta lại chuyển biến cân nặng vào. Và đây chúng ta đang yêu cầu máy tính là mô tả cho tôi biến giới tính và biến cân nặng. Đấy, với một câu lệnh, nếu mà chúng ta không đưa biến số cụ thể thì máy tính sẽ mô tả hết. Nó mặc định là cái câu lệnh đấy sẽ áp dụng với tất cả các biến số trong bộ số liệu. Thế còn nếu các bạn muốn xem xét một cái biến số cụ thể nào đó thì chúng ta đưa cái tên biến đấy vào. Và sau đó các bạn click và enter. Thì máy tính nó đã mô tả cho mình cái thông tin về hai biến số là biến giới tính và biến cân nặng. Và đây thì nó cho mình là tên biến là gì, cho mình định dạng biến là gì. À, và cái giá trị của cái nhãn biến mà chúng ta có trong bộ số liệu. Cái nhãn giá trị mà chúng ta có trong bộ số liệu. Còn với câu lệnh lúc nãy thì các bạn thấy là nó mô tả tất cả các biến số mà chúng ta có. Đấy là nhìn bộ số liệu. Một cái câu lệnh nữa mà cũng hay được sử dụng trong cái quá trình chúng ta xem bộ số liệu trong giai đoạn ban đầu. Đó là câu lệnh codebook. Đây là những câu lệnh đơn giản nên tôi tạm thời làm hướng dẫn các bạn là đánh lệnh đã. Lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại cái thực đơn lệnh và chọn. Các bạn dùng câu lệnh codebook. Nếu mà chúng ta tương tự như lúc nãy, nếu chúng ta để codebook không ấy, thì máy tính sẽ mô tả tất cả các biến số có trong bộ số liệu. Bao gồm có việc là tên biến là gì, nhãn của biến là gì. Ví dụ ở đây là biến về mã cá nhân của đối tượng nghiên cứu. Và sau đấy thì chúng ta biết là dạng biến là gì, cái giá trị của biến chạy từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Và các đơn vị mà chúng ta sử dụng để đo lường, các con số mà chúng ta sử dụng để đo lường ở đây là bao nhiêu số, có bao nhiêu giá trị bị missing. Ở đây thì không có bản ghi nào bị missing cả. Và cụ thể là tần số của từng cái giá trị có trong cái biến này là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái tần số ở đây. Và vì chúng ta đang sử dụng câu lệnh codebook không định hướng cho bất kỳ một cái biến cụ thể nào, nên là các bạn sẽ nhìn thấy là máy tính nó chạy ra rất dài. Nếu các bạn muốn nhìn thấy nhiều hơn thì các bạn click vào đây ạ, More này, nó sẽ tiếp tục chạy. Và nếu chúng ta thấy là dài quá, mất thời gian quá mà tôi không muốn xem thêm nữa, thì các bạn có thể ngắt cái câu lệnh, ngắt cái chạy của máy tính bằng cách là các bạn có thể click vào cái phần Break này, cái dấu đỏ ở trên này. Hoặc nếu không, đang sử dụng bàn phím thì các bạn có thể đánh chữ Q vào Quit. Q có nghĩa là Quit, từ bỏ. Chúng ta đánh chữ Q vào. Thì đấy, máy tính nó sẽ ngắt cho mình, nó Break, nó ngắt cho mình. Nó không trình bày cái kết quả nữa, vì kết quả rất là dài mà bây giờ mình không cần thiết phải xem nữa, mất thời gian. Thì mình yêu cầu máy tính là cắt cho tôi để tôi chạy sang câu lệnh khác. Thì các bạn có thể sử dụng cái ký hiệu break ở trên này hoặc là sử dụng chữ Q trong quá trình chúng ta chạy lệnh. Một câu lệnh nữa cũng có thể hay được sử dụng trong cái quá trình mà chúng ta tìm hiểu cái bộ số liệu của mình, đó là câu lệnh về summarize. Để đánh được câu lệnh này thì các bạn đánh tóm tắt thôi là sum, viết tắt của summarize, tổng hợp, tóm tắt lại. Và chúng ta chọn biến để tránh dài như lúc nãy, thì bây giờ tôi bắt đầu là chọn các biến cụ thể để minh họa thôi. Ví dụ tôi chọn biến cân nặng vào. Rất là đơn giản, chúng ta đánh câu lệnh summarize và chọn biến cân nặng. Sau đó click enter. Đây thì máy tính mô tả cho mình. Các bạn nhìn thấy máy tính mô tả cho mình là với biến cân nặng thì có bao nhiêu bản ghi, observes, OBS, observes, observations. Có bao nhiêu bản ghi thì có 395 đối tượng nghiên cứu trong cái phân tích này.
Và giá trị trung bình, mean là giá trị trung bình ạ. Trung bình cân nặng của các đối tượng nghiên cứu là bao nhiêu? Đây là 51,3 kg. Và STD, DEV là viết tắt của Standard Deviation, là độ lệch chuẩn. Sao các bạn nghe các báo cáo khoa học rồi đọc các bài báo, các bạn đều thấy các con số này đúng không ạ? Người ta nói về trung bình và độ lệch chuẩn. Đấy, thì viết tắt chính là STD, DEV là Standard Deviation. Và cái độ lệch chuẩn của các biến số ở đây là 8,2. Và chúng ta có cái giá trị mean. Min là giá trị nhỏ nhất, đúng không ạ? Tức là cái người mà có cân nặng là nhẹ nhất đấy, thấp nhất đấy là 33,8 kg. Và chúng ta có giá trị max ở đây là 89,1, tức là người nặng nhất ở trong nghiên cứu của mình là 89,1 kg. Đấy, chúng ta nhìn thấy các con số mà tóm tắt của cái biến cân nặng chúng ta đang xem xét. Thì nhìn nhanh vào đây, các bạn có thể là có một cái nhận định, đôi khi chúng ta có nhận định nhanh là có một cái giá trị nào đó của biến cân nặng này không phù hợp hay không. Giả sử chúng ta tính toán ra mà chúng ta lại có một đối tượng mà có cân nặng, đây là người lớn chẳng hạn, mà chỉ có cân nặng là 15 kg hay 10 kg thôi, thì lúc đấy trong đầu chúng ta phải xuất hiện câu hỏi là liệu là người nhập liệu cho mình ấy, hoặc là bản thân mình nhập liệu ấy, thì có bị nhầm hay không, liệu có một người lớn nào mà chỉ 10 kg hay không, đúng không ạ? Và chúng ta đi kiểm tra lại phiếu phỏng vấn, đi kiểm tra lại hồ sơ bệnh án để chúng ta xem, và chúng ta có thể là chỉnh sửa, cập nhật lại số liệu cho nó đúng với lại thực tế. Thì đấy là câu lệnh summarize. Vậy là có rất là nhiều các câu lệnh mà chúng ta có thể ứng dụng được, áp dụng được trong cái quá trình mà chúng ta tham khảo cái bộ số liệu của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại sử dụng cái thực đơn lệnh của thầy Minh để chúng ta tìm hiểu. Tôi sẽ hướng dẫn lần lượt từng cái câu lệnh trong cái thực đơn lệnh của thầy Minh để các bạn biết được cái khả năng phân tích cũng như là biết cái ứng dụng và cái cách dùng từng câu lệnh này. Chúng ta vào User và vào phần xử lý phân tích số liệu. Lúc nãy thì mở bộ số liệu rồi, đúng không ạ? Bây giờ quay sang kiểm tra cái bộ số liệu. Bao giờ cũng thế, trước khi phân tích hãy xem bộ số liệu mình như thế nào. Hãy tìm hiểu cái bộ số liệu của mình, xem bộ số liệu của mình đã sạch chưa, các biến là có định dạng như thế nào, và chúng ta có thể là cần phải làm sạch số liệu và chỉnh sửa số liệu trước khi mà chúng ta bắt tay vào phân tích. Thì trong cái phần kiểm tra bộ số liệu này, ở đây thì có một số các chức năng, ví dụ như là có 5 cái chức năng mà thầy đưa vào. Có nhiều hơn thế nhưng ở đây lựa chọn những cái gì mà hay gặp thôi. Thì các bạn có thể sử dụng cái chức năng đầu tiên, đó là mô tả bộ số liệu. Các bạn click vào. Và mô tả bộ số liệu này là máy tính cho mình biết là các thông tin rất cơ bản về số liệu. Có bao nhiêu quan sát, tức là cỡ mẫu ấy, mình có là bao nhiêu. Ở đây cỡ mẫu của mình là 397 bệnh nhân. Và số biến số VIRS là variable. Là chúng ta có bao nhiêu biến số. Thì ở đây chúng ta có 20 biến số. Và cái size, tức là cái cỡ, cái dung lượng à. Phải không ạ? Giống như là chúng ta là 1 mê, 2 mê đấy, kiểu dạng như vậy, là nó chiếm cái dung lượng là bao nhiêu ở trong cái độ lớn, cái chắc là gọi độ lớn hay dung lượng của bộ số liệu này trong máy tính của mình. Và cái ngày mà người ta tạo ra bộ số liệu này là ngày nào, các bạn nhìn thấy ở đây là 31 tháng 5 năm 2018 vào lúc 11 giờ 22. Chúng ta nhìn thấy luôn cái ngày giờ người ta tạo ra bộ số liệu. Và người ta cũng lưu ý với mình là cái bộ số liệu này có được thay đổi ở trong cái lần lưu cuối cùng hay không. Sự lúc nãy là tôi có thay đổi số liệu và tôi lưu lại chẳng hạn, thì máy tính sẽ báo cho mình là số liệu đã được thay đổi ở trong cái lần lưu cuối cùng. Máy tính nó sẽ báo như vậy. Đấy là câu lệnh đầu tiên, là để mình xem bộ số liệu như thế nào. Đôi khi các bạn thấy người ta chỉ hỏi những câu rất đơn giản thôi, đó là bộ số liệu của bạn có bao nhiêu đối tượng và bạn có bao nhiêu biến số. Đấy, thì với cái câu lệnh này chúng ta có thể trả lời được là bộ số liệu của mình có bao nhiêu đối tượng, bao nhiêu biến số. Đấy, đầu tiên là cái câu lệnh là chúng ta xem cái bộ số liệu của mình dưới cái góc độ là chúng ta mô tả cái bộ số liệu. Được không ạ? Có bạn nào không làm được không? Có bị nhanh quá không? Là dường như cái dung lượng ấy. Ví dụ như là bộ số liệu mà có nhiều quan sát, nhiều số liệu, nó sẽ chiếm dung lượng lớn. Giống như em xem một cái bộ phim mà nó là 1GB, 2GB. Gọi cái đấy là dung lượng có đúng không nhỉ? Nó là một cái file, số liệu đấy là một cái file. Thì cái file đấy, cái độ nặng của cái file đấy là như thế nào? Hả? Byte. B-I-T-E. Byte. Ít bản ghi mà em. Và ít biến số, chỉ có 20 biến số thôi. Cái chức năng thứ hai là chúng ta kiểm tra bộ số liệu, là chúng ta xem lướt cái bộ số liệu của mình. Chúng ta click vào cái phần xem lướt nhé. Đây chính là câu lệnh gì đây ạ?
Lúc nãy chúng ta nhìn ạ. Đây chính là câu lệnh gì lúc nãy chúng ta mở? Browse, đúng không ạ? Đây chính là câu lệnh browse. Và trong cái thực đơn này, trong cái câu lệnh này là chúng ta không thể chỉnh sửa được bộ số liệu. Có nghĩa là chúng ta chỉ xem thôi, chỉ nhìn thôi. Và đấy, ở trong thực đơn tiếng Việt thì thầy Minh sử dụng cái từ là xem lướt bộ số liệu. Đó là câu lệnh browse. Và đóng, nếu mà muốn đóng cửa sổ này thì chúng ta click vào cái dấu chéo ở đây. Như trong máy, trong hệ điều hành Win thì nó nằm ở phía bên tay phải. Chúng ta đóng vào cái dấu chéo. Rồi đến câu lệnh tiếp theo nhé. Câu lệnh thứ ba là mình đếm cái số quan sát. Tôi sử dụng đúng cái từ tiếng Việt của thầy đây. Còn câu lệnh tiếng Anh sẽ là count. Chúng ta đếm số quan sát. Và máy tính hỏi mình là mình có đưa ra một cái định nghĩa cụ thể, đưa ra một lựa chọn cụ thể nào hay không. Ví dụ các bạn đếm số quan sát thì các bạn có lựa chọn biến số để đếm không? Ví dụ chúng ta lựa chọn một cái biến là đếm số quan sát ở biến giới tính hay đếm số quan sát ở biến về cân nặng, có cần hay không? Còn nếu không cần thì chúng ta bỏ trống hết và chúng ta submit thôi. Tôi bỏ cái tùy chọn này đi và chúng ta submit. Thì máy tính sẽ đếm cho mình về bảng ghi. Còn nếu tôi chọn vào đây repeat thì tôi phải chọn biến số để đếm cho từng biến số, nhưng tôi bỏ đi. Đấy, tôi bỏ cái tùy chọn này đi thì máy tính sẽ đếm cho mình bảng ghi. Và các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là có câu lệnh count. Chúng ta đánh câu lệnh count thì máy tính đếm cho mình trả về kết quả là 397. Có nghĩa là cỡ mẫu của mình là 397 bệnh nhân. Đếm số quan sát. Còn nếu chúng ta muốn đếm số quan sát theo biến số thì các bạn lại quay trở lại câu lệnh đấy vào user, vào kiểm tra số liệu. Đếm số quan sát và chúng ta chọn biến vào. Vì có những biến đôi khi là có bị missing. Thì bây giờ chúng ta thử đếm xem là với những cái biến mà bị missing như vậy thì cái số còn lại là bao nhiêu. Lúc nãy thì tôi thấy là có bị missing ở cái phần là như. Chúng ta thử biến về tình trạng thai nghén đi. Chắc chắn là biến này có nhiều người không có số liệu. Click vào biến tình trạng thai nghén và sau đó thì click OK. Vì tôi chọn là đếm theo cả giới tính, cả biến giới tính nữa. Nên là các bạn sẽ thấy là máy tính đếm cho chúng ta là ghép hai cái tiêu chí của biến số vào. Ví dụ trong cái nhóm đầu tiên là ở trong giới tính bằng nam mà tình trạng thai nghén là đang cho. Tôi xem tại sao nam giới mà lại đang cho con bú hay sao này. Vâng, đang cho bú. Chúng ta nhìn thấy ngay đúng không ạ? Nhìn qua cái câu lệnh này chúng ta nhìn thấy ngay cái sự bất hợp lý của số liệu. Ở đây này có một đối tượng là giới tính là nam giới này. Nhưng mà cái tình trạng thai nghén lại là đang cho con bú này. Không biết là vợ đang cho con bú thì đúng hơn đúng không? Không phải là anh ấy đang cho con bú được. Là ở đây giới tính là nam này, tình trạng thai nghén là không là đương nhiên rồi. Nhưng lẽ ra cái phần này là phải để là missing chứ không thể là để là không được. Không với có này chúng ta chỉ hỏi với nữ giới thôi. Thì đấy, nếu nhìn vào cái câu lệnh này chúng ta cũng nhìn thấy cái sự bất hợp lý của số liệu. Và bất hợp lý như vậy chúng ta phải quay trở lại để sửa cái bộ số liệu. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy có nhiều câu lệnh khác để phát hiện ra cái sự tính thiếu logic này. Nhưng mà nhìn vào trong cái phần mà chúng ta sử dụng câu lệnh count thì chúng ta cũng có thể thấy được. Đấy là câu lệnh thứ 3 gì đó. Giờ chúng ta xem tiếp cái câu lệnh tiếp theo của cái phần là kiểm tra bộ số liệu. Là liệt kê. Sau khi đếm rồi, đếm xem có bao nhiêu người có cái đặc tính chúng ta quan tâm rồi. Thì bây giờ chúng ta yêu cầu máy tính là liệt kê cái số liệu cụ thể ra cho mình. Thì chúng ta xem cái phần là liệt kê số liệu. Máy tính cũng sẽ hỏi các bạn là các bạn muốn liệt kê một biến cụ thể nào hay không? Hay các bạn muốn liệt kê hết? Thì nếu mà chúng ta muốn liệt kê hết 20 biến số hiện có trong bộ dữ liệu này thì các bạn để ô này trống. Chúng ta để trống thì máy tính nó sẽ hiểu là liệt kê hết. Còn nếu muốn lựa chọn một biến số nào đó cụ thể, liệt kê biến số nào đó cụ thể thì chúng ta click vào biến đấy. Thật sự ở đây là tôi muốn liệt kê hết thì tôi click vào OK. Và các bạn nhìn thấy là máy tính là liệt kê hết cho chúng ta rất cụ thể là từng quan sát một giá trị của từng biến số là bao nhiêu. Ví dụ ở đây chúng ta là có quan sát đầu tiên, tức là bệnh nhân đầu tiên này ạ. Thì chúng ta có là mã bệnh nhân là bao nhiêu, tuổi là bao nhiêu, giới tính như thế nào, rồi có các thông tin, tất cả các thông tin của bệnh nhân này. Vậy là máy tính đang liệt kê cho chúng ta rất là chi tiết, rất là cụ thể. Từng quan sát ạ, và nó sẽ liệt kê cho đến lúc mà chúng ta có đến 397 quan sát.
là nếu mà để ngắt thì đây các bạn có thể vào cái phần break trên này. Giống như lúc nãy tôi đã hướng dẫn, chúng ta vào cái phần break. Đấy thì máy tính nó sẽ tự ngắt cho mình. Chúng ta không muốn nhìn nữa. À, tôi xem thế là đủ rồi chẳng hạn, và tôi muốn chuyển sang câu lệnh mới thì chúng ta vào cái câu lệnh break, hoặc là chúng ta đánh chữ Q như tôi đã hướng dẫn rồi nhá, chúng ta đánh chữ Q tức là quit ấy, thì máy tính cũng sẽ ngắt cho mình. Chúng ta sẽ xem đến một cái chức năng cuối cùng là kiểm tra cái mã của số liệu định tính trước khi mà chúng ta nghỉ giải lao khoảng độ 10-15 phút và tiếp tục với phần tiếp theo. Thì chúng ta sẽ kiểm tra số liệu. Ở đây thì kiểm tra, để kiểm tra cái mã số liệu định tính thì các bạn click vào cái phần này. Máy tính sẽ có một cái câu lệnh cho mình lựa chọn là các bạn đang muốn kiểm tra cái biến số nào. Không biết là cả lớp mình có phân biệt được là biến định tính và biến định lượng không nhỉ? Phân biệt được đúng không? Biến định lượng thường là cái biến mà chúng ta có thể lượng hóa được, tức là thể hiện dưới dạng các con số, ví dụ như là chiều cao, cân nặng, tuổi, lượng cholesterol, lượng gluco. Thế còn biến định tính là những cái biến mà không thể lượng hóa được, không có các con số, như là biến giới tính, biến trình độ học vấn, biến nghề nghiệp, hay là biến quê quán, hoặc là biến là có mắc bệnh hay là không mắc bệnh, thì những biến đấy được gọi là biến định tính hay gọi là biến phân loại. Và với các biến phân loại thì trong bộ số liệu thường là ta sẽ nhập bằng các con số, nhưng các con số đấy là các con số được mã hóa. Ví dụ chúng ta thường là nhập là 1 cho nam và 2 là cho nữ, ví dụ như vậy. Thì con số 1, 2 ở đây là con số được mã hóa chứ không phải là con số thực của cái giá trị giới tính. Nếu mà tôi không thích con số 1, 2 tôi có thể nhập con số 1 với 0. Và nếu tôi không thích con số 1, 0 tôi nghe các cụ nói là nam thì là 7 vía, nữ là 9 vía, thì tôi nhập con số với con số 7, con số 9 với con số 7. Đấy là cái mã mà tôi lựa chọn để gán, một con số gán. Nên nó cũng không có một cái quy định gì quá cứng nhắc cả. Và với các biến mà biến phân loại như vậy thì chúng ta có thể xem cái nhãn người ta gán cho biến số đấy là nhãn nào. Vì thế các bạn có thể là vào cái phần là kiểm tra nhãn của biến như là chúng ta đang làm. Và đây thì cũng tương tự như các câu lệnh khác là các bạn có thể là để trống nếu chúng ta muốn là kiểm tra toàn bộ biến số. Nhưng ở đây có rất là nhiều các biến định lượng nên là chúng ta không có xem toàn bộ biến số làm gì cho nó mất thời gian. Chúng ta sẽ chọn một số các biến phân loại hay biến định tính thì chúng ta xem. Và biến định tính đầu tiên chúng ta xem sẽ là biến giới tính. Đấy là biến định tính. Và muốn xem tiếp các biến khác nữa thì chúng ta đưa vào. Ví dụ tôi muốn xem biến sức khỏe. Đấy, tôi chọn vào. Các bạn cứ muốn xem biến nào thì các bạn click vào cái phím mũi tên này và chúng ta chọn cái biến đấy vào trong cái ô mà chúng ta đang lựa chọn biến. Sau đó thì chúng ta click OK. Ở đây có một, đến đây rồi các bạn bắt đầu làm nhiều, nhìn thấy chúng ta thao tác vài lần rồi. Có thể chưa thực sự là thuần thục nhưng các bạn sẽ... Tôi sẽ giới thiệu thêm một số các chức năng nữa hoặc là một số sự khác biệt trong quá trình chúng ta làm. Trong phần chọn lệnh từ nãy đến giờ thì các bạn đều thấy tôi click vào OK đúng không ạ? Và chúng ta nhìn thấy ngay kết quả. Nhưng ở đây nó còn có các lựa chọn khác, đó là có thể click vào phần Submit và có thể click vào phần Cancel. Cancel thì dễ hiểu rồi. Nếu chúng ta click vào đây có nghĩa là chúng ta hủy cái câu lệnh chúng ta đang làm đúng không ạ? Không chạy lệnh nữa. Nhưng click vào Submit thì sao? Chúng ta click vào Submit thì các bạn vẫn nhìn thấy kết quả. Nhưng cái ô mà codebook, ô để lựa chọn lệnh này nó không biến mất. Nó vẫn hiển thị ở đấy. Để nếu mà chúng ta nhìn thấy là câu lệnh vừa rồi chúng ta chạy sai thì chúng ta có thể chỉnh sửa được luôn. Đây các bạn nhìn thấy, tôi click vào submit, ở phía ngoài tôi có kết quả rồi này. Tôi có kết quả của cái lệnh codebook này rồi. Tuy nhiên là tôi không muốn là, tôi vẫn muốn là giữ lại cái câu lệnh lựa chọn này để tôi có thể lựa chọn thêm biến hoặc là chỉnh sửa biến. Nên tôi click vào submit. Còn nếu các bạn không muốn nhìn thấy nó nữa, không muốn lựa chọn và câu lệnh này mình làm đúng rồi, mình sẽ chuyển sang câu lệnh mới nên mình không nhìn thấy cửa sổ lệnh này nữa, thì các bạn click vào OK thì nó sẽ mất. Đấy, tức là cái việc khác biệt giữa click vào Submit và click OK là chỗ là click vào Submit thì nó vẫn giữ cái cửa sổ lệnh cho mình để mình có thể chọn lại hoặc chọn tiếp vẫn trên câu lệnh đấy. Còn nếu click vào OK thì nó chuyển sang một câu lệnh mới, nó kết thúc câu lệnh luôn và nó thoát. Các bạn nhìn thấy là thoát lệnh và chúng ta chuyển sang phần mới. Đây là kết quả của câu lệnh codebook mà mình vừa chạy. Với biến giới tính thì các bạn cũng đã nhìn thấy các thông tin là tên biến là gì, rồi nhãn của biến là gì. Cái sự khác biệt giữa tên biến ở phía trước và cái phần nhãn biến ở phần cuối cùng này là việc tên biến thì thông thường là họ có quy định cụ thể. Tên biến không được quá dài. Ở những cái phần mềm trước đây, ở những cái phiên bản thấp trước đây
thì tên biến không được quá 8 ký tự và không được bắt đầu bằng ký tự đặc biệt, cũng như là không có cái khoảng cách ở tên biến. Chính vì thế đôi khi rất khó khăn cho cái người làm nghiên cứu khi mà tên biến của chúng ta là nếu chúng ta viết ngắn thì nó không đầy đủ nội dung và nó không diễn tả được đúng bản chất cái biến mà mình đang làm. Chính vì thế mà mình cần phải có một cái tên dài. Tên dài thì người ta lại không cho. Chính vì thế chúng ta sẽ có một cái phần nhãn biến đi kèm theo. Và trong cái phần nhãn biến này thì các bạn có thể đánh dài đến đâu tùy ý mình. Mình có thể có dấu cách, mình có thể có rất là nhiều thứ. Ở đây thì chỉ có cái là mình không có tiếng Việt có dấu thôi. Sử dụng là tiếng Việt không dấu. Còn với độ rộng, độ dài, rồi con số, những cái gì đấy thì tùy mình. Đấy là phần giải thích cho cái phần tên biến phía trước của mình. Và khi mình yêu cầu chạy codebook thì ở đây các bạn cũng sẽ nhìn thấy là máy tính cho mình biết là dạng biến chúng ta có là dạng gì, nhãn biến có là gì và cái giá trị của biến chạy từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Giá trị của biến chúng ta chỉ có là từ 1 đến 2 thôi. Và về đơn vị đo lường hay là cái loại giá trị thì chúng ta chỉ có 2 phân nhóm. Thì thế chúng ta nhìn thấy 2. Và các phân nhóm này cách nhau là 1 đơn vị từ số 1 lên số 2. Và không có giá trị nào bị missing. Chúng ta là có 0 chia cho 397. Và dưới này thì chúng ta sẽ có được là 1 là được gán cho nam giới. Chúng ta bắt đầu nhìn thấy mã này. 1 là được gán cho nam và 2 là được gán cho nữ. Và ở nhóm 1 ở đây thì chúng ta có 197 đối tượng, tức 197 nam giới trong nghiên cứu của mình. Và chúng ta có 200 nữ giới trong nghiên cứu của mình. Nó còn phía dưới là biến về sức khỏe thì cũng tương tự. Chúng ta sẽ nhìn thấy nhãn biến, sẽ nhìn thấy nhãn giá trị. Đây chính là cái nhãn giá trị này. Và chúng ta sẽ biết là số 1, số 2, số 3, 4, 5 nó tương ứng với các giá trị như thế nào. Thì đấy là cái câu lệnh codebook, cũng là cái câu lệnh mà lúc nãy chúng ta đánh máy trực tiếp câu lệnh. Thì nếu để lựa chọn thì chúng ta cũng có thể lựa chọn trong thực đơn và chúng ta lựa chọn cái phần user và lựa chọn cái phần là kiểm tra mã số liệu định tính. Và lưu ý giúp tôi là chỉ có số liệu định tính mới có mã thôi, còn số liệu định lượng thì không ai gán nhãn cả, không ai gán mã cả, đúng không ạ? Khi chúng ta nhìn thấy chỉ số huyết áp chẳng hạn, mà chúng ta nhìn thấy là huyết áp người ta nhập con số 120, điều đó có nghĩa là đấy là con số huyết áp cụ thể có giá trị bằng 120. Chứ chúng ta không cần phải gán là 120 bằng huyết áp 120, chúng ta không cần gán thế. Vì người ta nhìn vào con số 120 người ta hiểu luôn rồi. Thế còn với các biến phân loại, ví dụ như là với biến sức khỏe ở đây, nếu nhìn không có nhãn, người ta nhìn người ta chỉ biết là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 thôi. Mà không biết các con số này tương ứng với phân nhóm nào. Chính vì thế mà chúng ta cần phải gán nhãn cho những cái biến phân loại để người ta hiểu là số 1 của tôi là tôi đang mã cho biến nào, cho nhóm nào, số 2 là đang mã cho nhóm nào. Thì đấy là với phần biến phân loại. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu sơ qua một chút một số các chức năng của Stata, bao gồm có việc là mở số liệu như thế nào, chạy các câu lệnh trực tiếp, ví dụ như là chạy các câu lệnh tính trực tiếp từ các con số, hay là có các con số rồi bây giờ tính các giá trị kiểm định khi bình phương, hay là giá trị OR, RR như thế nào với các câu lệnh trực tiếp. Và chúng ta cũng đã học mở số liệu và tìm hiểu cái bộ số liệu của mình dựa trên một số các câu lệnh về kiểm tra bộ số liệu. Còn có nhiều nội dung khác nữa liên quan kiểm tra số liệu, nhưng ở đây thì chúng tôi cũng chọn ra những cái rất là chính và chúng ta hay gặp, hay làm, tất cả mọi người đều phải làm. Thế còn với những cái hiếm gặp hơn thì các bạn có thể sử dụng thực đơn hết, cũng như là đọc thêm các tài liệu khác để biết thêm. Có câu hỏi gì cho phần này không? Nếu hiện thời mà các bạn chưa có câu hỏi gì thì chúng ta nghỉ giải lao một chút nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục ạ. Bạn nào mà... như vậy là chúng ta đã biết một số các câu lệnh mà giúp chúng ta có thể là thăm dò cái bộ số liệu và tìm hiểu cái bộ số liệu của mình. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một số câu lệnh giúp chúng ta có thể quản lý được số liệu của mình, cũng như là đưa ra một số câu lệnh cơ bản ban đầu trước khi mà chúng ta bắt tay vào phân tích số liệu thực sự. Sự nếu các bạn muốn tạo ra một biến mới thì sao? Nếu các bạn muốn xóa đi một số bản ghi hoặc các bạn lưu lại một số bản ghi đáp ứng một cái số các tiêu chí nào đó thì sao? Thì chúng ta sẽ sử dụng các câu lệnh nào? Bây giờ chúng ta chuyển sang cái cấu phần câu lệnh thứ hai, đó là cấu phần về xử lý số liệu. Tôi sẽ gửi lại cái slide mà tôi có chuẩn bị để trình bày sau. Còn tôi nghĩ chắc là thôi cứ làm thực hành như này, đỡ phải quay ra trở lại với slide và phần thực hành. Và đến đâu thì ở đây nó cũng là những cái từ tiếng Việt, đến đâu thì các bạn có thể ghi chú lại để các bạn biết được là cái ứng dụng của câu lệnh đấy sẽ làm gì. Cái câu lệnh đầu tiên của phần xử lý số liệu này là câu lệnh giữ hoặc xóa một biến số. Ở đây lưu ý là xóa một biến số chứ không phải xóa quan sát. Xóa quan sát tức là xóa cả cái bản ghi,
xóa cả một đối tượng nghiên cứu đấy ra khỏi nghiên cứu của mình. Còn xóa biến số là gì? Chúng ta vẫn giữ đối tượng nghiên cứu đấy, nhưng chúng ta chỉ xóa một cái đặc tính của đối tượng đấy thôi. Ví dụ tôi không muốn giữ cái biến số, hoặc là tôi đi đo lường cái chỉ số cholesterol của đối tượng và tôi muốn là sau này tôi phân tích được với cholesterol. Nhưng mà chỉ có 2 hoặc 3 đối tượng trong nghiên cứu của tôi là có chỉ số cholesterol thôi, còn lại là bị missing hết, thiếu hết. Chính vì thế mà tôi không muốn giữ cái biến số cholesterol này nữa, mà tôi sẽ xóa nó đi khỏi cái bộ số liệu của mình. Vậy thì để làm được những thao tác như vậy thì chúng ta làm như thế nào? Các bạn vào phần xử lý số liệu, sau đó chúng ta click vào phần giữ hoặc xóa biến số. Và đây thì chúng ta có 2 tùy chọn. Tùy chọn đầu tiên là keep variables. Keep tức là giữ. Và nếu các bạn chọn lựa chọn keep và các bạn lựa chọn biến số nào đây, có nghĩa là các biến số có tên mà được các bạn chọn mới được giữ lại trong bộ số liệu này. Đúng không ạ? Ví dụ như ở đây là nếu tôi chọn tuổi này, tôi chọn giới tính này, thì và tôi sử dụng lệnh keep này thì chỉ có biến tuổi và biến giới tính còn lại trong bộ số liệu của mình thôi. Đây các bạn nhìn thao tác nhé. Chúng ta đang có một cái danh sách biến rất là nhiều. 20 biến số. Bây giờ tôi chỉ để là tuổi và giới thôi. Và tôi click vào cái phần submit. Nhìn lại thì biến số của tôi ở đây bây giờ còn lại mấy biến ạ? Chỉ còn 2. Đúng ạ. Chính là biến tuổi và biến giới mà tôi vừa yêu cầu máy tính giữ lại. Vậy nó xóa tất cả 18 biến mà tôi đã chọn. Câu lệnh keep đấy có nghĩa là yêu cầu máy tính giữ những biến số mà mình đưa vào trong cái danh sách lựa chọn biến. Và nếu sau này bạn nào mà không muốn phải chọn câu lệnh ấy, thì các bạn cũng nhìn thấy đây. Máy tính bên cạnh việc mình chọn câu lệnh thì máy tính cũng đưa ra cho mình cái câu lệnh nếu mà mình đánh máy. Thì mình đánh máy như thế này, keep và chọn cái tên biến số của mình vào. Câu lệnh nó đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ chúng ta chỉ còn 2 biến số vậy. Làm thế nào chúng ta có thể quay trở lại màn hình ban đầu thì các bạn có thể clear cái bộ số liệu này đi, clear cái phần keep với lại remove này đi, sau đó chúng ta quay trở lại mở cái bộ số liệu. Mở bộ số liệu lúc nãy chúng ta đã mở. Chúng ta sẽ có cái bộ số liệu ban đầu. Hay chúng ta mở lại cái bộ số liệu về huyết áp thì chúng ta có số liệu ban đầu. Đừng lưu đè. Vì nếu chúng ta lưu đè thì cái bộ số liệu ban đầu với 20 biến của mình là bây giờ chỉ còn bộ số liệu với 2 biến thôi. Nên là các bạn đừng có lưu đè lên, chúng ta có thể thao tác, sau đó chúng ta tắt máy và chúng ta mở lại bộ số liệu, chúng ta có bộ số liệu mới. Đấy là câu lệnh keep ạ. Với cái ứng dụng là giúp chúng ta giữ các biến số mà chúng ta muốn là còn lại trong bộ số liệu của mình. Đối lập với câu lệnh keep là câu lệnh của chúng ta có một cái câu lệnh là drop. Drop có nghĩa là xóa đi, bỏ đi cái biến số mà chúng ta không mong muốn giữ lại. Nếu các bạn chọn vào drop ở đây và đưa cái tên biến số vào, ví dụ tôi lựa chọn drop và tôi đưa tên biến số là tuổi và giới tính, thì ở đây máy tính sẽ bỏ biến tuổi và biến giới tính ra khỏi bộ số liệu. Chúng ta thử click vào phần OK. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy là trong bộ số liệu của tôi là không còn biến tuổi và biến giới tính nữa. Máy tính đã bỏ đi rồi. Vì tôi bảo máy tính là drop cái biến tuổi và biến giới tính đấy ra khỏi bộ số liệu. Chính vì thế máy tính không còn giữ nữa và chúng ta chỉ còn có 18 biến số trong cái bộ số liệu của mình. Vậy là với 2 câu lệnh drop và câu lệnh keep thì nó khác nhau, nó ngược lại với nhau. Nếu các bạn sử dụng câu lệnh keep và các bạn đưa tên biến số vào, có nghĩa là chỉ có những biến đấy mới được giữ trong bộ số liệu của mình. Nếu các bạn sử dụng câu lệnh drop và các bạn đưa tên các biến số vào thì các bạn sẽ xóa các biến số mà có trong cái list, có trong cái danh sách các bạn vừa chọn đi. Nó ngược nhau một chút thì lưu ý một chút trong quá trình mà chúng ta làm. Đấy là 2 câu lệnh về xóa và giữ biến ạ. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần là xóa và giữ các quan sát. Thì cũng cần tương tự như xóa biến thôi. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái phần là giữ hoặc xóa quan sát này. Cái thực đơn tiếp theo ạ. Quan sát có nghĩa là đối tượng đấy ạ. Và cũng có 2 lựa chọn. Một lựa chọn là drop observation, tức là chúng ta xóa một bản ghi, xóa các bản ghi, và một lựa chọn là keep observation, tức là giữ các bản ghi. Và nó có câu điều kiện để chúng ta đưa cái tiêu chí xóa với giữ vào. Nếu chúng ta chọn câu lệnh drop observation và các bạn lựa chọn ở đây đưa vào cái câu lệnh là câu điều kiện, giả sử tôi tạo ra một câu điều kiện là cái biến giới tính, chúng ta có thể sử dụng function hoặc sử dụng biến. Chúng ta có cái biến, ví dụ tôi đưa câu điều kiện là tôi chọn cái biến cân nặng
và cân nặng của tôi là phải trên 50 kg thì tôi mới giữ lại trong bộ số liệu. Giả sử như vậy thì tôi đưa câu điều kiện vào. Điều kiện đi cùng với một biến số. Sửa đây tôi chọn này. Để lấy được nhá, tôi làm lại. Để lấy được thì các bạn click vào cái phần variable. Cái máy tính nó hiện lên cho mình ở bên phía tay phải danh sách của tất cả các biến có trong bộ số liệu. Và mình lựa chọn biến để mình đưa điều kiện. Giả sử ở đây tôi lựa chọn biến cân nặng là cái biến mà tôi sẽ sử dụng điều kiện để lọc bộ số liệu. Và tôi lấy lại những cái người mà trên 50 cân thì tôi mới giữ lại trong bộ số liệu. Keep những cái người, giữ lại những cái người mà có cân nặng trên 50 kg. Sau đó tôi click vào OK. Và ở đây thì tôi cũng click vào OK. Và các bạn nhìn thấy máy tính báo cho tôi biết là tôi đã bỏ đi, tôi đã xóa đi những cái đối tượng mà có cân nặng trên 50 kg. Và máy tính cũng cho chúng ta biết là chúng ta đã xóa đi bao nhiêu bản ghi, bao nhiêu đối tượng đã bị xóa đi khỏi cái bộ số liệu này khi mà phù hợp với lại cái tiêu chí chúng ta chọn để loại đối tượng. Và đây thì có 210 observation, tức là 210 đối tượng là đã bị xóa. Đấy, đấy là câu lệnh về xóa. Và các bạn có thể nhìn vào cái câu lệnh này để chúng ta nhớ cái cách, cái cấu trúc của câu lệnh. Và bây giờ nếu mà tôi muốn là xóa một theo một tiêu chí nào nữa thì tôi không cần phải chọn như lúc nãy. Giả sử bây giờ tôi muốn xóa những cái đối tượng mà có chỉ số BMI dưới 15 chẳng hạn, dưới 18, ví dụ như vậy đi, thì tôi sẽ đánh câu lệnh là drop if và tôi chọn cái chỉ số BMI vào và tôi sử dụng dấu là dưới 18. Nhớ là dấu nhỏ hơn, dấu lớn hơn các thứ thì trong một cái phần phía trước tôi có trình bày nhanh. Thì chúng ta là drop if BMI dưới 18. Khi mà đã biết cấu trúc câu lệnh rồi thì đánh câu lệnh nó đơn giản hơn rất nhiều so với chọn lệnh. Sau đó click enter thì máy tính đã báo cho mình biết là mình đã xóa đi 49 bản ghi. Và 49 bản ghi này chính là 49 bản ghi có chỉ số BMI dưới 18. Để xem kiểm tra xem là mình, máy tính có thực hiện đúng cái câu lệnh của mình hay không, hay là vẫn còn đâu đó những cái người mà có chỉ số BMI dưới 18 trong bộ số liệu của mình, thì các bạn có thể sử dụng câu lệnh sum, summarize. Đấy ạ. Câu lệnh lúc nãy chúng ta cũng có xem rồi, summarize. Và chúng ta yêu cầu máy tính là tóm tắt cho tôi cái chỉ số BMI của các đối tượng còn lại trong nghiên cứu. Và tôi click enter. Ở đây các bạn đã nhìn thấy là cái đối tượng mà có chỉ số BMI nhỏ nhất của mình cũng là 18 chấm chấm bao nhiêu đấy. Vậy không còn đối tượng nào có chỉ số BMI dưới 18 trong nghiên cứu của mình nữa, trong cái bộ số liệu này nữa. Thì mình đã xóa những cái người mà có chỉ số BMI nhỏ đi rồi. Cái đấy là câu lệnh crop ạ. Và khi chúng ta muốn là xóa một đối tượng nghiên cứu nào đó thì chúng ta sẽ đưa cái tiêu chí, tiêu chuẩn để chúng ta bỏ đối tượng đấy. À, các bạn cứ tưởng tượng như là giống như là các bạn có một cái tiêu chí lựa chọn bệnh nhân ấy, lựa chọn hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trong nghiên cứu của mình và loại bỏ những hồ sơ bệnh án ra khỏi nghiên cứu của mình ấy, thì cái câu lệnh này nó cũng giống như vậy. Chúng ta sẽ phải đưa vào tiêu chí chọn và tiêu chí giữ và tiêu chí bỏ đối tượng. Đấy là câu lệnh drop ạ. Và trong cái phần mà xóa hoặc là giữ bản ghi thì chúng ta cũng có cái phần là lưu lại hoặc là đẹp, giữ lại, lưu lại, keep, giữ lại, lưu lại những cái bản ghi. Thì ở đây chúng ta sẽ cũng phải lựa chọn cái tiêu chí, chúng ta nói là giữ lại, lưu lại những cái bản ghi mà có đáp ứng một cái tiêu chuẩn nào đó của mình. À, giả sử là tôi sẽ lựa chọn cái tiêu chí của tôi là tiêu chí về chiều cao chẳng hạn. Các bạn lấy tiêu chí nào thì chọn biến đấy vào thôi. Tôi sẽ giữ lại các bản ghi mà có chiều cao là trên 1m60. Bây giờ là giữ lại nhé, không phải là bỏ đi. Có hai cái từ nó cũng tương đối là đơn giản, đó là keep và drop. Keep là giữ và drop là bỏ đi. Thì các tiêu chí mình đưa vào đi cùng với các câu lệnh đấy thì máy tính nó sẽ hoặc là bỏ đi hoặc là giữ lại theo đúng cái tiêu chí của mình. Và mình click vào OK, sau đó thì cũng click vào kết thúc câu lệnh này. Thì đây máy tính đã nói với mình là với cái câu lệnh là keep if cái chiều cao này mà nó lớn hơn 160 ấy, thì là đã có 128 quan sát là bị xóa đi rồi. Thì 128 quan sát này là vì sao bị xóa đấy ạ? Với câu lệnh này thì 128 quan sát này là vì sao bị xóa đi ạ? Đúng rồi, vì có chiều cao làm sao ạ? Nhỏ hơn hoặc bằng 160 là nó xóa đi. Để xem có đúng hay không, chúng ta cũng có thể sử dụng lại câu lệnh sum
và xem với biến chiều cao. À, bây giờ chúng ta thấy là xin lỗi tôi nhầm biến. Xem về biến chiều cao ạ, cao trung bình. Và bây giờ chúng ta thấy là đối tượng mà có chiều cao trung bình thấp nhất trong bộ số liệu của mình cũng là 160.15 cm. Vậy không còn đối tượng nào có chiều cao dưới 160 nữa. Thì mình đưa ra cái tiêu chí là chỉ giữ những đối tượng có chiều cao từ 160mm trở lên thôi. Nên là chúng ta nhìn thấy là tất cả các đối tượng của mình đều có chiều cao trên 100, trên 1m6 cả. Đấy là câu lệnh keep và drop ạ. Thì có hai tình huống như tôi vừa đề cập. Đó là chúng ta giữ biến hoặc bỏ biến trong một tiêu chí nữa. Bỏ một loại biến, bỏ một cái biến nào đó. Hoặc chúng ta có thể là giữ một quan sát, bỏ một quan sát nào đó theo một tiêu chí nhất định. Một hoặc vài tiêu chí, các bạn hoàn toàn có thể kết hợp các tiêu chí với nhau, chứ không phải là chỉ là một tiêu chí. Ví dụ như sau, nếu chúng ta muốn kết hợp tiêu chí thì các bạn quay trở lại cái bộ số liệu nhé. Bây giờ chúng ta thử là kết hợp nhiều tiêu chí, ví dụ giữ hoặc xóa quan sát. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái lại một cái chiều cao cao hơn nữa, dù 1m7, vì lúc nãy chúng ta biết là với 1m6 thì bây giờ sẽ còn không còn nếu sử dụng đúng câu lệnh đấy thì không còn đối tượng nào để xóa đi nữa rồi, đúng không ạ? Vì lúc đấy xóa hết rồi. Và bây giờ chúng ta đưa thêm tiêu chí vào, đưa theo tiêu chí, ví dụ tôi sử dụng tiêu chí sức khỏe. Chúng ta sử dụng câu lệnh và thử xem ạ. Để tôi xem ngôn ngữ của Stata dùng từ gì. Vâng, thì bây giờ để chúng ta xem để chạy câu lệnh xem có được hay không, và sau đó chúng ta sẽ giải thích nhé. Bây giờ tôi sử dụng cái câu lệnh ở đây, thì vừa nay nếu mà ai làm theo tôi thì chúng ta đang thiếu một cái dấu bằng. Bây giờ chúng ta quay trở lại này, vẫn vào giữ hoặc xóa quan sát này, và lúc nãy chúng ta các bạn sử dụng là hoặc cái này hoặc cái kia ấy, chúng ta sử dụng cái phần là dấu sạch thẳng. Không biết là ở đây có nhìn rõ không? Nó nằm trong một cái slide mà tôi trình bày phía trước, tức là hoặc cái này hoặc cái kia, và cái này và cái kia. Đây ạ. Chúng ta đang kết hợp hai biến số, đúng ạ? Nên chúng ta lấy tiêu chí của một biến A này, và nếu chúng ta dùng hoặc cái này hoặc cái kia, tức là đây là theo cái xác suất là cái phần hợp đấy ạ, phần hợp một trong hai cái một tiêu chí, thì chúng ta dùng hoặc đệm dấu sẹt. Các bạn nhìn thấy dấu sẹt không? Đây là tương ứng với hoặc. Còn nếu chúng ta dùng là và, tức là kết hợp của hai cái phải đáp ứng cả hai tiêu chí, thì chúng ta dùng dấu và này. Thì trong ngôn ngữ của Stata thì quay trở lại là chúng ta đang dùng tiêu chí là hoặc, thì các bạn dùng là chiều cao trung bình này lớn hơn 170 và dấu sẹt thẳng. Sau đó thì là sức khỏe bằng 1. Nhưng ở đây thì sức khỏe của chúng ta, vì đây là biến của chúng ta là một biến định tính, tức là biến phân loại. Chính vì thế cái giá trị 1 của chúng ta không phải là thực sự là bằng 1 đâu, mà đấy là số gán. Số gán, và trong ngôn ngữ của Stata thì số gán này, nó sẽ sử dụng hai dấu bằng, tức là bằng là giá trị gán. Ở đây các anh chị, các bạn đưa vào là bằng sức khỏe bằng 1, thì gán thì sẽ là bằng. Sau đó chúng ta click OK. Thì một bạn trong lớp lúc nãy đã đề cập là đúng là như em vừa nói, chiều cao trung bình ở trong nghiên cứu của mình theo cái bảng về summarize ở đây thì chỉ có người cao nhất chỉ là đến 163 cm thôi. Và đây tôi lại đưa ra cái tiêu chí là tôi giữ lại những người có chiều cao trung bình trên 170. Chính vì thế là ở đây tôi còn 10 quan sát, đúng không ạ? Trong cái phần câu lệnh này tôi còn 10 quan sát theo cái tiêu chí lọc của chiều cao lúc nãy, đúng không? Tôi có 10 quan sát, thì bây giờ là máy tính lại cũng xóa luôn 10 quan sát đấy. Và nếu bây giờ tôi bắt đầu là yêu cầu máy tính count, tức là đếm cho tôi xem tôi còn bao nhiêu quan sát trong bộ số liệu này, thì các bạn sẽ thấy là máy tính đếm là
tôi chẳng còn quan sát nào trong bộ số liệu này cả. Thì không có, không còn một quan sát nào đáp ứng được cái tiêu chí chọn vừa rồi của tôi, đúng không ạ? Nên máy tính xóa hết đi rồi. Vì tôi yêu cầu máy tính giữ là 1m70 mà đây chúng ta chỉ có 1m63 là cao nhất thôi, nên là máy tính xóa luôn đi. Và chúng ta chẳng còn đối tượng nào ở trong cái bộ số liệu của mình nữa. Đó, quan sát là không còn. Các bạn có thể vào click vào cái phần data editor này này để nhìn bộ số liệu. Và đấy, biến số thì vẫn còn đấy, nhưng mà số liệu và bản ghi thì không còn cái gì hết nữa cả. Chúng ta đã sử dụng cái câu lệnh về keep, với drop và với các phần tiêu chí chúng ta vừa đưa vào thì nó đã xóa các tất cả quan sát đi rồi, vì không có một quan sát nào đáp ứng cái tiêu chí mà mình giữ cả. Với cái ví dụ vừa rồi, tôi muốn minh họa cho các bạn thấy là chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp câu lệnh, kết hợp các tiêu chí. Không chỉ là một tiêu chí đơn với một biến số mà chúng ta có thể dùng hai biến số hoặc là ba biến số trong cái câu lệnh của mình với các câu lệnh kết hợp. Nếu là và thì chúng ta dùng cái ký hiệu về chữ về và. À, nếu là hoặc cái này hoặc cái kia chúng ta dùng cái dấu sẹt thẳng. À, tôi không lưu ạ. Nếu mà lưu thì sẽ mất số liệu, nên là các bạn có thể đánh máy câu lệnh clear, tức là chúng ta đóng cái bộ số liệu mà chúng ta vừa có, tức là bộ số liệu mà không còn quan sát nào đó. Đóng cái bộ số liệu mà cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta đóng lại. Sau đó chúng ta mở lại cái bộ số liệu ban đầu. Thì nếu vừa mới mở, trong cái phiên làm việc này chúng ta đã mở bộ số liệu một lần theo một cái đường dẫn rồi, thì bây giờ các bạn không cần phải tìm cái đường dẫn để chúng ta đi mở như là sử dụng cái câu lệnh theo đường dẫn nữa, mà chúng ta chỉ cần tìm lại cái câu lệnh mà chúng ta đã dùng thôi ạ. Đây, các bạn nhìn vào trong danh sách câu lệnh bên này, tất cả các lệnh chúng ta đã dùng từ nãy đến giờ, thì chúng ta nhìn tìm xem là câu lệnh nào nó phù hợp mà chúng ta sử dụng. Và đây tôi có một cái câu lệnh về mở bộ số liệu tăng huyết áp ở đây, trong cái lần mở gần nhất. Và tôi mở lại bộ số liệu này. Và bây giờ tôi có đầy đủ các biến số, cũng như là nếu muốn kiểm tra xem liệu chúng ta có quan sát nào hay không, thì chúng ta vào phần Data Editor thì nó có đầy đủ các quan sát như chúng ta có ban đầu. Đấy là hai câu lệnh, nó cũng tương đối là đơn giản, là giữ lại hoặc là loại bỏ đi một biến số, một vài biến số, hoặc là một bản ghi, một vài bảng ghi, và theo những cái tiêu chí mà mình đưa vào, theo tiêu chuẩn mình đưa vào. Có ai không làm được không ạ? Có ai khúc mắc gì? Vì chúng ta không có thời gian thực hành một cách chính thức, nên là trong quá trình mà tôi thực hành câu lệnh, tôi làm hướng dẫn câu lệnh thì các bạn cũng làm theo. Nếu mà chúng ta không làm được hoặc là có trục trặc gì trong chạy câu lệnh, có gì phát sinh không chạy được câu lệnh thì các bạn nêu nhé, các bạn nói để tôi có thể làm chỉnh sửa hoặc là hướng dẫn các bạn làm. Đấy, lúc đấy là chắc là bạn không làm theo một cái phần nữa, là tôi có một cái phần là đây ạ. À, đây là keep if rồi đúng không? Ờ, sao cùng bộ số liệu mà lại khác nhau à? Bạn có mở SL7 hết áp không? Rồi không sao, có thể là cái phiên bản khác nhau. Không sao, nó, máy tính nó sẽ theo đúng tiêu chí thôi. Nếu bạn có 1m70 thì nó sẽ còn, vẫn còn 1m70. Còn trong bộ số liệu của tôi không có nữa thì nó sẽ trở về là không có đối tượng nào, đúng không? Mình nhìn ở đây là mình thấy là không có ai là được trên 1m70 cả, nên là sẽ không có. Của em là có đúng không? À, thì nó vẫn giữ lại được. Lúc nãy mới sửa à? À thế à? Không, không sao, khác cũng không sao. Được rồi, thế thì chắc chắn là em phải khác kết quả của mình. Là em vẫn phải giữ lại các đối tượng đúng không? Em vẫn còn một số quan sát. Còn chiều cao của tôi chỉ là 1m63 thôi, nên là tôi không còn quan sát nào cả. Rồi, đấy là phần giữ các quan sát, bỏ các quan sát, giữ các biến số, bỏ biến số. Bây giờ mình xem đến một cái phần tiếp theo là đôi khi là mình có cái biến số người ta có sẵn tên rồi, người ta đặt tên, nhưng mà người ta lại đặt tên một cách rất là máy móc. Ví dụ như là
B1, B2, B3, tức là biến 1, biến 2, biến 3 chẳng hạn. Và mình thấy là cái tên đấy mình khó nhớ. Mình sau một thời gian hoặc là làm việc mình không nhớ là B1, B2, B3 là cái gì. Và mình muốn đổi lại cái tên biến. Ví dụ tôi muốn đặt cái tên biến là biến tuổi, giới. Nên là tôi nhìn vào cái là tôi biết ngay là biến đấy, bản chất biến đấy là cái gì. Thì đấy là việc mình muốn thay đổi cái tên biến cũng như là thay đổi cái nhãn biến. Thì để thay đổi tên biến và nhãn biến đã có trong bộ số liệu thì mình làm như thế nào? Thì các bạn cũng chọn vào cái thực đơn là xử lý số liệu. Và sau đó chúng ta chọn vào việc chọn vào cái phần là thay đổi tên và nhãn số liệu. Mục đích của mình là mình sẽ thay đổi cái tên và nhãn hiện đang có trong bộ số liệu của mình. Và chúng ta có 20 biến, máy tính hiển thị tất cả 20 biến ở đây. Nếu các bạn muốn thay đổi cái nhãn nào, thay đổi cái tên nào thì các bạn lựa chọn cái tên biến đấy. Giả sử ở đây là tôi muốn thay đổi cái tên biến là biến giới chẳng hạn. Và bộ số liệu này của tôi là cần phải chia sẻ với lại các đồng nghiệp cũng như là các đối tác người nước ngoài, ví dụ như vậy. Và thay vì là sử dụng cái bộ số liệu có tên biến và tên nhãn biến bằng tiếng Việt, bây giờ tôi phải chuyển sang tên biến và nhãn biến bằng tiếng Anh. Thì giả sử như tôi muốn đổi biến giới tính thì các bạn click vào biến giới. Và bên này thì máy tính cho phép mình là cái tên biến là gì, tên biến trước kia là gì. Thì bây giờ nếu các bạn muốn đổi thì các bạn chỉ cần xóa tên biến cũ và đưa cái tên biến mới vào. Ở đây tôi để là gender chẳng hạn. Và chúng ta đổi cái tên biến đấy ạ. Số liệu không thay đổi nha, nó chỉ thay đổi nhãn thôi, chứ số liệu không thay đổi được. Và dưới phần nhãn biến này thì tôi cũng có thể là thay đổi lại để người đọc người ta biết, ví dụ gender participants. Ví dụ như vậy chẳng hạn. Tức là giới tính của những thành viên tham gia nghiên cứu, của đối tượng tham gia nghiên cứu. Và sau khi thay đổi rồi thì các bạn, đấy là thay đổi tên biến này và nhãn biến này. Và chúng ta click vào apply. Và nhìn vào số liệu của mình đấy. Ngay trong cái bảng này thì máy tính đã thay đổi cho mình tên và nhãn. Còn nếu nhìn sang bộ số liệu biến số ở bên ngoài này, các bạn cũng nhìn thấy là nó đã thay đổi. Ở đây chúng ta có gender và có cái phần giải thích tên biến mới của mình, gender of participants. Nhưng thực tế ra là không cần thiết phải vào chọn lệnh như vậy đâu ạ. Đôi khi là chúng ta có thể, không phải đôi khi mà chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi ngay ở phía ngoài. Ví dụ tôi muốn thay đổi biến tuổi nhé. Các bạn click vào biến tuổi, tôi đang ở cửa sổ bên ngoài nhé, không phải là chạy cái câu lệnh về thay đổi. Các bạn click vào biến tuổi này. Và phía dưới này các bạn nhìn thấy là chúng ta có cái phần về property, tức là cái phần là những cái thông tin của cái biến số mà chúng ta có. Và ở đây có cái khóa này. Chúng ta mở cái khóa này ra. Click để mở cái khóa này ra. Cái khóa có nghĩa là chúng ta không chỉnh sửa được. Chúng ta click vào cái khóa này để có cái ký hiệu mở khóa. Và sau khi đã mở khóa được rồi thì muốn thay đổi cái gì chúng ta click chuột vào chỗ đấy. Ví dụ ở đây tôi muốn thay đổi cái tên của biến. Tôi click vào cái tên. Các bạn click đúp chuột vào thì máy tính sẽ cho mình cái ô để mình có thể nhập. Giả sử tôi chuyển về là biến tuổi. Đấy, và sau đó enter thôi. Thì bây giờ là tên của biến tôi đã chuyển về là biến tuổi. Tương tự như vậy, phía dưới là nhãn biến. Thì các bạn cũng click đúp chuột trái vào. Và máy tính sẽ cho mình đổi cái tên này về tiếng Anh. Thế như tuổi của các đối tượng tham gia nghiên cứu. Đấy, và sau mình cũng click enter. Thế như vậy là mình cũng hoàn toàn không cần phải vào thực đơn. Nhưng nếu mà mình muốn thì mình có thể vào thực đơn. Đặc biệt là khi các bạn muốn thay đổi một loạt thì nên nằm ở trong cái thực đơn, nên vào cái thực đơn đấy. Quay trở lại cái thực đơn mà chúng ta có lúc nãy nhé, chúng ta mở lúc nãy. Thì ngoài cái việc là thay đổi một biến trong một lần mở lệnh thì các bạn có thể thay đổi rất là nhiều biến. Sự chúng ta vào đây chúng ta có thay đổi được. Chúng ta vào bất kỳ một biến nào chúng ta có thể thay đổi được hết trong một cái lần là mở bộ số liệu, mở lệnh. Nên nếu mà phải thay đổi tên biến và nhãn biến của tất cả các biến có, không phải tất cả mà rất nhiều biến có trong bộ số liệu này, thì các bạn nên vào thực đơn và vào cái cửa sổ là Variable Manager này. Thế sau này làm quen ý, thì chúng ta cũng dần dần có thể là quen dần với chương trình Stata và dùng Stata nhiều ý,
thì các bạn có thể là không dùng cái thực đơn tiếng Việt nữa, thì chúng ta hoàn toàn có thể là lấy những cái thực đơn gốc của nó. Giả sử như cái thực đơn về thay đổi tên biến vừa rồi là các bạn có thể vào phần data này, nhìn thấy thực đơn gốc nhé. Thầy Minh viết là chẳng qua thầy viết thêm một cái đường của tiếng Việt vào để chỉ dẫn về cái thực đơn gốc của tiếng Anh ở trong máy tính thôi, chứ không phải là add hẳn một cái thực đơn mới hoàn toàn. Thì là các bạn có thể vào data này, sau đó thì các bạn vào cái phần variable manager, chúng ta click vào đây, chúng ta về một cái thực đơn giống như là chúng ta mở lệnh bằng tiếng Việt. Và đây là cái thực đơn gốc luôn có trong chương trình Stata mà không cần phải chạy cái module tiếng Việt vào. Trong thực đơn này lúc nãy là tôi thay đổi tên biến và nhãn biến. Bây giờ nếu tôi muốn thay đổi cái nhãn giá trị thì sao? Là nếu với cái biến giới tính là người ta đã gán là nam và nữ, nhưng mà mình cần phải thay đổi cái nhãn giá trị đấy sang cái từ tiếng Anh male và female thì sao? Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Lúc nãy chúng ta mới thay đổi được tên biến thôi, còn cái nhãn giá trị thì nó vẫn giữ nguyên cái giá trị gán bằng tiếng Việt là nam và nữ. Vậy để thay đổi cái nhãn giá trị thì các anh chị cũng, các bạn cũng click vào cái phần render, tức là giới biến giới tính chúng ta đang có, tức là cái biến mà chúng ta cần thay đổi nhãn giá trị. Và chúng ta nhìn thấy ở đây cái phần SB3 này chính là phần là nhãn giá trị. Và để thay đổi thì các bạn click vào manage. Đây ạ, click vào cái phần manage này. Và nó sẽ có hiển thị ra các nhãn giá trị có trong bộ số liệu. Và chúng ta xem là cái nhãn giá trị nào tương ứng với lại biến giới tính chúng ta có, thì đấy chính là nhãn của SB3. Đây ạ. Sau khi click vào SB3, click vào cái mũi tên này này, các anh chị click vào mũi tên, các bạn click vào mũi tên này thì nó sẽ sổ xuống cho chúng ta biết là nhóm 1 tương ứng với cái gì, nhóm 2 tương ứng với cái gì. Và để chỉnh sửa, ví dụ chỉnh sửa nhóm 1, bây giờ chúng ta click chuột vào nhóm 1 và nhìn sang phía bên tay phải thì các bạn sẽ nhìn thấy có cái thực đơn là edit value, là chỉnh sửa cái nhãn giá trị, hoặc là add value, là đưa thêm cái nhãn giá trị vào, hoặc là remove value, tức là xóa cái nhãn giá trị đấy đi. Ở đây chúng ta đang trong tình huống gì ạ? Đưa thêm vào, xóa đi hay là chỉnh sửa? Chỉnh sửa, đúng không ạ? Vậy chúng ta click vào Edit Value. Và nó hiện ra cho mình đây, số 1. Trước kia là nam thì bây giờ mình thay bằng từ tiếng Anh, mình dùng là từ male, female. Và mình nhập từ male vào cho nam. Và click OK. Máy tính của tôi khi chạy cái thực đơn tiếng Việt đấy là nó có lỗi. Các bạn click OK đi xem được không ạ? Đấy, nó báo lỗi và nó thoát máy luôn. Các bạn click OK được không? Được đúng không? Sửa tiếp về cái phần nữ đi ạ. Nữ thì chúng ta cũng click vào cái phần 2 đấy và chuyển nữ trở về là female. Chúng ta click vào nữ đấy. Và click vào edit, sau đó thì chỉnh sửa thành female. Và sau đó click vào OK và ra ngoài thì chúng ta close lại thì chúng ta sẽ có nhãn biến mới. Tôi xin phép mà tôi không sửa trên máy của tôi vì là nó lại lỗi và nó sẽ lại bị đóng máy một lần nữa, phát máy. Và sau khi xong rồi thì các bạn click vào close. Chúng ta nhìn lại cái nhãn số liệu ở bên ngoài khi mà các bạn đã sửa. Có thành công không? Để kiểm tra nhãn nhá, vào giúp tôi. Gán xong rồi nhá, thay đổi xong rồi, kiểm tra nhãn vào giúp tôi lệnh này, chúng ta đã học rồi. Codebook. Lúc nãy đã chạy thực đơn rồi, bây giờ chúng ta thử với cái lệnh đánh trực tiếp. Và codebook, cái biến mà chúng ta vừa thay đổi, biến render, biến giới tính. Đưa biến giới tính vào, có được không? Tên biến cũng là tên biến mới sửa đúng không ạ? Nhãn biến cũng là nhãn biến gì ạ? Mới sửa. Thì đấy là chúng ta đã sửa thành công cái tên biến, nhãn biến cũng như là nhãn giá trị cho một biến số. Cái này rất hay gặp trong cái tình huống mà chúng ta có bộ số liệu đấy, từ tiếng Việt muốn chuyển sang tiếng Anh ấy. Nhờ
chuyên gia nước ngoài xem lại phân tích số liệu cho mình chẳng hạn, thì đừng bao giờ chuyển sang bộ số liệu tiếng Việt, người ta chả hiểu gì đâu. Nên là chúng ta phải không hiểu tiếng Việt, nên chúng ta phải chuyển sang tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Anh, để chúng ta chuyển cho các chuyên gia, người ta hướng dẫn mình phân tích hoặc là giúp mình phân tích. Đấy là câu lệnh về chỉnh sửa nhãn, nhãn biến, nhãn số liệu, nhãn dữ liệu và nhãn giá trị. Chúng ta chuyển sang một cái ứng dụng nữa của chương trình Stata, một cái thao tác nữa mà cũng rất hay được làm trong quá trình chúng ta xử lý số liệu. Đó là cái thao tác về việc là tạo biến mới. Tạo biến mới có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra một biến hoàn toàn mới, không có sẵn trong bộ số liệu của mình. Biến này có thể là cái biến mà chúng ta thấy trong một quá trình mà phân tích, bây giờ chúng ta mới thu thêm được số liệu, chúng ta cần phải đưa vào trong bộ số liệu gốc ban đầu mình có. Hoặc nó cũng có thể là cái biến mà chúng ta đang tính toán hoặc là mã hóa lại từ các biến mà chúng ta đã có trong bộ số liệu. Tôi lấy ví dụ có một cái tình huống rất hay gặp trong quá trình các bạn làm trên lâm sàng, trên thực tế, là nếu nói về chỉ số huyết áp của đối tượng nghiên cứu, thường là chúng ta đo chỉ số huyết áp đối tượng nghiên cứu dưới các con số cụ thể. Người đó có chỉ số huyết áp là 120mm thủy ngân hay là 130 hay 125mm thủy ngân. Nhưng khi chúng ta phân tích thì không những là chúng ta phân tích theo cái giá trị trung bình của chỉ số huyết áp đấy, mà chúng ta cũng rất là muốn trả lời câu hỏi là có bao nhiêu người trong mẫu nghiên cứu của mình là thuộc cái nhóm tăng huyết áp, đúng không ạ? Và có bao nhiêu người thuộc cái nhóm là không tăng huyết áp, dựa trên các ngưỡng của chỉ số huyết áp tâm thu và chỉ số huyết áp tâm trương. Vậy thì để trả lời được câu hỏi đấy thì chúng ta sẽ tạo ra một biến mới. Biến đấy có thể là có cái tên là tăng huyết áp. Và biến đấy dựa trên các điều kiện, các dữ kiện mà chúng ta đưa vào. Thì đấy là một trong những cái biến mới. Một biến mới nữa mà chúng ta cũng có thể tạo ra trong quá trình chúng ta phân tích số liệu là các bạn sẽ có thể có chiều cao của đối tượng nghiên cứu, có thể có cân nặng của đối tượng nghiên cứu. Và chúng ta muốn tính cái chỉ số BMI thì một số bạn lại tạo ra cái thông tin cái chỉ số BMI đấy ngay trong quá trình mình thu thập số liệu và yêu cầu điều tra viên hoặc là chính bản thân mình là bấm máy tính rồi tính toán để có chỉ số BMI, sau đó chúng ta nhập vào máy, đúng không ạ? Nhưng mà đừng bao giờ làm thế, đừng bao giờ làm thế. Chúng ta có máy tính, có phần mềm. Đừng bao giờ sử dụng những cái thao tác như vậy, rất mất thời gian và dẫn đến việc là tính toán có thể không chính xác. Vừa thứ nhất là phải tính bằng tay này, sau đó thì lại còn mất công nhập. Nếu các bạn đã có chỉ số BMI, chỉ số chiều cao và cân nặng sẵn trong bộ số liệu rồi thì các bạn hoàn toàn có thể yêu cầu máy tính tính ra cho chúng ta một cái biến mới là biến BMI dựa trên cái công thức tính BMI mà chúng ta đã biết. Thì đấy là các ứng dụng của cái việc là tạo ra một biến mới. Chúng ta có thể mã hóa một biến hoặc chúng ta có thể tạo ra một biến dựa trên cái công thức của biến cũ. Đấy, bây giờ chúng ta thử mã hóa một cái biến mới. Giả sử như tôi muốn tạo ra một cái biến là tăng huyết áp, tôi dựa trên chỉ số huyết áp tâm thu và chỉ số huyết áp tâm trương của đối tượng. Thực ra là trong bộ số liệu này có rồi nhá, nhưng mà mình cứ giả sử là nó chưa có đi. Bây giờ mình muốn tự mình tạo ra một cái biến tăng huyết áp và lấy cái ngưỡng là 140mm thủy ngân cho chỉ số huyết áp tâm thu và 90 cho chỉ số huyết áp tâm trương để mình xem là có bao nhiêu đối tượng trong nghiên cứu của mình thuộc cái nhóm tăng huyết áp. Thì để làm được như vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ đặt tên cho cái biến mới chúng ta tạo ra. Dù ở đây là chúng ta đặt tên là tăng huyết áp, tôi viết tắt chẳng hạn, tăng huyết áp, nhưng mà vì có một cái biến đã có rồi nên là tôi sẽ đặt là tăng huyết áp new. Ví dụ như vậy, một biến mới, biến tăng huyết áp mới. Lưu ý là cái tên biến thì đừng nên quá dài, quá 8 ký tự. Và thứ hai là không có dấu cách, không có cái space trong tên biến. Vậy thì cũng có bạn nói là vậy thì cứ viết liền tù tì như vậy thì rất là khó để phân biệt. Thì thay vì dùng dấu cách thì chúng ta có thể dùng shift trừ. Shift trừ thì nó sẽ cho chúng ta cái gạch dưới ấy. Đây các bạn nhìn thấy tôi đặt tầm tên biến mà có cái gạch dưới này, cái gạch kết nối nối liền cái phần. Thay vì cái dùng cái space thì chúng ta dùng cái shift trừ thì chúng ta sẽ có được cái tên biến nó phù hợp. Và đây thì chúng ta cũng có thể đưa cái công thức, bắt đầu đưa cái công thức vào này. Cái biến tình trạng tăng huyết áp của tôi là sẽ được tính toán, sẽ được mã hóa dựa trên biến chỉ số huyết áp tâm thu và chỉ số huyết áp tâm trương. Vậy tôi sẽ tạo ra một cái biến tăng huyết áp
và tôi đưa cái câu điều kiện vào cái biến tăng huyết áp này sẽ dựa trên chỉ số huyết áp tâm thu này, ví dụ như dựa trên chỉ số huyết áp tối đa 1. Và chỉ số huyết áp tối đa 1 này là lớn hơn 140 hoặc dấu sẹt thẳng ạ. Chỉ số huyết áp tối đa 2 à chỉ số huyết áp tối thiểu, chỉ số huyết áp tối thiểu là tâm trương đấy ạ. Cũng đo lường ở lần 1 là lớn hơn 90. Thế tôi đưa câu điều kiện vào. Tôi giải thích lại là tôi đang muốn tạo ra một biến tăng huyết áp dựa trên cái điều kiện là cái chỉ số tâm thụ là lớn hơn 140 hoặc là chỉ số tâm trương lớn hơn 90. Cái tiêu chí này có hiện tại có đang được dùng để phân loại bệnh nhân tăng huyết áp không ạ? Có đúng dùng đúng cái ngưỡng đấy không? Dạ. Lớn hơn là bằng và thế chúng ta thêm bằng vào, không vấn đề gì. Nếu không muốn đánh máy thì ở bên này chúng ta cũng nhìn thấy cái bảng tính ấy, chúng ta có thể chọn các ký tự này. Nếu quên các ký tự chúng ta có thể nhìn vào bên đây, bên tay phải để chúng ta lựa chọn. Sau đó chúng ta click vào OK. Và chúng ta click vào Submit hoặc là OK để kết thúc câu lệnh. Đấy. Và bây giờ thì máy tính cho chúng ta cái câu lệnh này, generate tức là tạo ra biến mới, biến nhé, tăng huyết áp new thì sẽ bằng là huyết áp tối đa lớn hơn 140 và sạch thẳng ấy, hoặc huyết áp tối thiểu lớn hơn 90. Câu lệnh khi mà chạy như này có nghĩa là chúng ta chạy đã thành công, không mắc lỗi gì, mà chúng ta hoàn toàn chưa nhìn thấy cái biến mới người ta tạo ra như thế nào, đúng không ạ? Biến mới máy tính tạo ra như thế nào? Để nhìn được biến mới thì chúng ta vào cái cửa sổ hoặc là data browser hoặc là data editor. Cái biến mới thì thường là nó để ở phía cuối, các bạn nhìn thấy rồi đây này, biến mới chúng ta vừa tạo ra này, tăng huyết áp new này. Bây giờ chúng ta nhìn cái số liệu xem như thế nào thì chúng ta vào cửa sổ data editor. Và chúng ta nhìn thấy ở đây là máy tính mã cho chúng ta là 0101. Và mặc định của chương trình Stata cũng như là chương trình SPSS là tất cả những đối tượng mà đáp ứng cái tiêu chí chúng ta vừa đưa vào trong câu điều kiện, tức là những cái đối tượng mà có chỉ số huyết áp tối đa lớn hơn hoặc bằng 140 hoặc huyết áp tối thiểu lớn hơn hoặc bằng 90 thì máy tính nó sẽ mã là 1. Còn những đối tượng mà không đáp ứng tiêu chí đấy thì máy tính mã là 0. Vậy thì trong tình huống này của mình, 1 sẽ là những người gì ạ? 1 là những người tăng huyết áp và 0 là những người không tăng huyết áp. Đấy. Và mình hoàn toàn không phải lọc lại, đọc lại từng người xem là huyết áp tối đa bao nhiêu, huyết áp tối thiểu bao nhiêu để xác định, đúng không ạ? Mà đây mình có thể phân loại được luôn, sử dụng phần mềm máy tính và sử dụng linh hoạt cái câu lệnh là tạo biến mới. Ở đây chúng ta có biến tăng huyết áp new đây, xác định là người đấy bị tăng huyết áp hay là không tăng huyết áp. Và người có mã 0 này chính là người không bị tăng huyết áp. Lúc đó thì huyết áp tối đa của người ta là dưới 140 và huyết áp tối thiểu dưới 90. Vậy là người này không tăng huyết áp. Còn những người mà có mã là 1 ý, thì hoặc là họ nằm trong cái tình huống là có huyết áp tối đa lớn hơn hoặc bằng 140, hoặc họ thuộc cái nhóm là có huyết áp tối thiểu lớn hơn hoặc bằng 90, hoặc là họ vừa có huyết áp tối đa lớn hơn hoặc bằng 140 và huyết áp tối thiểu cũng lớn hơn hoặc bằng 90. Được không ạ? Vậy là chúng ta đã phân ra được làm hai nhóm rõ ràng, tăng huyết áp và không tăng huyết áp dựa trên cái câu điều kiện chúng ta vừa làm. Giờ chúng ta có thể làm thêm với một thử thêm với một cái cách tính nữa nhé. Chúng ta tính BMI xem nào. Ở trong bộ số liệu này cũng có BMI rồi, nhưng chúng ta tự tay chúng ta tính xem sao. Để các bạn biết được cách tính và sau này nếu mà mình cần chỉ số BMI đấy thì đừng bao giờ tính toán bằng tay để mất công tính rồi lại mất công nhập, mà chúng ta chỉ cần nhập chỉ số chiều cao và chỉ số cân nặng của đối tượng nghiên cứu thôi là mình sẽ có thể làm được. Bây giờ mình cũng sẽ vào câu lệnh về generate để mình tính ra một biến mới. Các bạn vào user và vào cái phần xử lý phân tích số liệu. Rồi chúng ta cũng chọn cái phần xử lý số liệu và chọn phần tạo biến mới. Giống như vừa rồi thôi. Tại vì biến mới chúng ta muốn, tôi muốn tạo ra ở đây là BMI new. Cũng tương tự vì đã có biến này rồi nên bây giờ tôi tạo ra một cái biến mới để phân định với cái biến cũ. Chúng ta thường không được đặt trùng tên biến. Đặt trùng là máy tính nó không nhận. Nên chúng ta sẽ tạo ra một biến mới, tôi gọi là BMI new, xem là tôi tính toán như thế nào. Và chúng ta sẽ cũng đưa cái câu điều kiện vào, xóa cái điều kiện cũ này đi.
BMI của chúng ta sẽ được tính theo công thức nào ạ? BMI sẽ bằng cái gì chia cái gì? Cân nặng chia cho chiều cao bình phương, đúng không ạ? Và đơn vị tính là cân nặng tính bằng kg và chiều cao sẽ phải tính bằng gì ạ? Bằng mét, đúng không? Và đây thì mình biết là trong bộ số liệu này của mình cân nặng là kg rồi, nhưng chiều cao lúc nãy 160, 170, vậy chiều cao đang để đơn vị gì ạ? Cm. Vậy thì trong công thức mình phải lưu ý là mình phải có chuyển đổi. Mình phải có phần chuyển đổi về từ cm sang mét. À, tôi sẽ nhập luôn một cái công thức mà tôi có thể sử dụng. Sau đó thì các bạn có thể là diễn tả công thức dưới cái cách làm của mình, hoặc là làm thế nào đấy để mình có thể hiểu. Lưu ý một chút là đây nó rất đơn giản, chúng ta chỉ cần nhớ cái cách tính của toán học. Đó là nếu mà có các phép tính là nhân chia, cộng trừ nhân chia, thì nhân chia sẽ được thực hiện trước, đúng không ạ? Cộng trừ sẽ được thực hiện sau. Nếu là chỉ có cộng trừ hoặc là chỉ có nhân chia thì máy tính sẽ thực hiện lần lượt từ trái qua phải, đúng không ạ? Nếu mà có ngoặc thì máy tính sẽ thực hiện gì ạ? Trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau, đúng không? Những cái đấy là chúng ta học trong phổ thông, chúng ta biết rồi. Thì hệt như vậy, thì trong phần mềm, những cái người mà viết phần mềm họ cũng áp dụng đúng các nguyên tắc đấy trong cái quá trình họ viết phần mềm. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhớ để chúng ta làm. Ví dụ tôi biết là BMI sẽ bằng cân nặng chia chiều cao, vậy tôi lấy cân nặng này. Và cái dấu sẹt chéo lại bắt đầu nhớ lại cái ngôn ngữ của Stata, sẹt chéo tương ứng với lại chia, đúng không ạ? Chúng ta lấy dấu sẹt chéo. Và vì chiều cao sẽ phải chuyển đổi, tôi không muốn là tạo ra một câu lệnh chuyển đổi riêng, tôi muốn là chuyển đổi ngay trong cái câu lệnh tôi tính BMI. Vậy thì tôi sẽ mở ngoặc ra, thì cái chiều cao chuyển đổi này sẽ phải được thực hiện trước. Nên tôi mở ngoặc ra và tôi lấy cao chia cho 100. Đúng không? Nếu chuyển đổi từ cm sang mét thì đúng là chúng ta chia cho 100 không ạ? Đúng đúng ạ. Và tôi lấy cao trung bình chia cho 100, sau đó tôi đóng ngoặc lại. Vậy thì nếu tôi chỉ dừng câu lệnh ở đây thì máy tính đầu tiên nó sẽ tính cho mình là cao trung bình chia cho 100 được bao nhiêu đã. Sau đó nó mới lấy cân nặng chia cho cái kết quả cao trung bình cao chia cho 100 vừa rồi mà chúng ta vừa tính. Tuy nhiên bây giờ chúng ta biết là cái chiều cao này sẽ phải được gì ạ? Bình phương, đúng không ạ? Đúng không? Công thức tính là cân nặng chia cho chiều cao bình phương mà, bình phương ở mẫu. Vậy thì bình phương ở mẫu có nghĩa là sau khi chúng ta đã chia cho chiều cao một lần rồi thì chúng ta lại tiếp tục chia cho chiều cao một lần nữa. Vậy là chúng ta có bình phương ở mẫu. Chứ đừng bạn nào ở đây lại viết dấu nhân. Nếu chúng ta viết dấu nhân như vậy thì có nghĩa là chúng ta vừa mới lấy cân nặng chia chiều cao, sau đó được bao nhiêu chúng ta lại nhân với chiều cao và kết quả trả về của chúng ta sẽ là cân nặng. Đúng không ạ? Còn nếu là bình phương ở mẫu thì chúng ta sẽ phải chia hai lần. Thì chúng ta chia cho nó một lần rồi, một lần nữa lại chia cho nó thì chúng ta sẽ có bình phương ở mẫu. Cái này thì các bạn đây chắc chắn là rất là giỏi rồi. Cũng được. Thế tôi mới nói là đây là cách tôi làm. Còn mình cứ nhớ đúng cái nguyên tắc đấy là các bạn làm được. Ở đây toàn là các bạn học y thì phải nói là toàn là xuất chúng thôi. Điểm y toàn 29-30 đúng không ạ? Mới vào được, nên toàn người giỏi. Toán gần như điểm tối đa. Dạ. Cái hai cũng phải có ngoặc, vì là mình lại vẫn phải chuyển đổi chiều cao mà. Ở đây vẫn lại phải là cao trung bình chia 100. Và sau đó đóng ngoặc lại. Cứ nhớ công thức và biết biểu thức toán học, biết cái cách thể hiện biểu thức toán học là được. Sau đó thì tôi click OK. Nếu tôi đồng ý với cách tính này, tôi click OK hoặc là tôi submit, click OK. Và bây giờ tôi có chỉ số BMI bên cạnh cái chỉ số về tăng huyết áp new lúc nãy. Và tôi sử dụng là Data Editor để tôi xem số liệu. Chuyển về cuối cùng. Ở đây tôi có chỉ số BMI này. Nhìn vào các con số như là 16, 24, 21, 17. Thì các bạn thấy là chỉ cần nhìn các con số này thôi, chúng ta thấy là chúng ta tính toán nhá. Liệu có ổn không? Cái công thức vừa rồi có ổn không? Đây có phải là những cái con số nằm trong cái ngưỡng bình thường của chỉ số BMI không? Phải đúng không ạ? Vậy là công thức tính toán của chúng ta là OK. Cái diễn giải công thức là OK. Còn em có thể là đưa vào trong một ngoặc, em thử cái ngoặc đấy và nhìn lại cái kết quả của mình. Còn bây giờ tôi sẽ tính thử bằng cách là tôi không chia hai lần mà tôi sử dụng nhân nhá. Ví dụ chúng ta đánh sai công thức chẳng hạn. Nhờ đánh sai công thức thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta kiểm tra. Đây, tôi lấy lại câu lệnh này cho nhanh, tôi đỡ phải vào trong thực đơn. Thay vì sử dụng cái dấu chia ở đây thì tôi sử dụng dấu nhân. Sao tôi... máy tính báo cho đây này, nó không cho chúng ta sử dụng biến trùng, nó báo cho chúng ta là đã có một cái biến BMI new rồi. Bây giờ tôi chuyển sang tên biến là BMI new 1, là một cái tên biến mới hoàn toàn.
và máy tính tính cho tôi một cái giá trị của chỉ số BMI mới, mà thay vì sử dụng dấu chia thì tôi đã sử dụng nhầm dấu nhân chẳng hạn. Và làm thế nào để biết? Tôi biết là cái cách tính của tôi không phù hợp thì tôi chuyển về cửa sổ Data Editor và tôi nhìn BMI. Bây giờ BMI của tôi là lên đến 63, 52, 58, 40, 48. Và các chỉ số BMI này nhìn là nó không ổn rồi, đúng không ạ? Và mình biết là công thức của mình chắc là sai đâu đó rồi, thì quay trở về chỉnh sửa. Có bạn mà không chia cái chiều cao, không đổi đơn vị chiều cao mà chia cho chiều cao luôn ấy, thì BMI lại cuối cùng về là quá nhỏ, không phải bao nhiêu, thì lúc đấy chúng ta cũng biết ngay nó không ổn rồi, đúng không ạ? Nên là nhìn vào cái chỉ số BMI mà máy tính, kết quả máy tính nó chỉ cho mình, nó cho mình, thì mình có thể có nhận định là công thức của mình tính đúng hay chưa. Nếu mà mình diễn giải công thức mình nghĩ là đúng rồi mà cẩn thận thì quay trở lại và kiểm tra giúp tôi cái kết quả mà máy tính tính cho mình. Dễ không? Dễ nhỉ? Có, hoàn toàn có thể bỏ được. Đây, dựa trên cái phần là chỉnh sửa biến số ở đây, bạn vào cái phần này và bạn có thể sử dụng cái float này để chúng ta chỉnh sửa. Là nó cho phép mình là lựa chọn, mở ra và nó cho phép mình là lựa chọn cái định dạng là bao nhiêu cái chữ số thập phân. Bao nhiêu chữ số thập phân sau dấu phẩy, click vào đó. Và đây chúng ta nhìn thấy là tổng số ký tự là bao nhiêu và sử dụng bao nhiêu chữ số thập phân sau dấu phẩy. Ví dụ chúng ta chỉ cần sử dụng một hoặc là hai số chẳng hạn, thì chúng ta click vào đây để có con số 1, con số 2. Digit right với cái phần là right of decimal, tức là có bao nhiêu chữ số ở phía bên tay phải của cái dấu phẩy, và click vào OK. Và chúng ta nhìn lại số liệu. Tôi chỉnh nhầm sang cái biến tăng huyết áp new, phải là biến BMI. À, chúng ta nhìn lại số liệu. Đấy, thì cái chỉ số BMI của mình nó đã chỉnh về. Chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Đấy, nếu bạn không muốn sử dụng nữa thì chúng ta có thể điều chỉnh được. Sau khi điều chỉnh nhìn lại số liệu, nếu mà chưa vừa lòng, chưa đúng với ý mình thì mình có thể điều chỉnh. Nhưng thực tế ra cái con số này, đây là cái cách mình nhìn số liệu thôi. Đây chỉ là cách mình nhìn số liệu. Tại sao lại như thế? Vì con số 21 này này, nếu bạn muốn biết giá trị chính xác của nó thì bạn nhìn lên đây. Thì đây chính là giá trị chính xác của nó. Nó vẫn rất nhiều giá trị thập phân phía sau. Nhưng mình đang yêu cầu máy tính là chỉ cần cho tôi nhìn hai ký tự thôi. Chính vì thế mà máy tính nó chỉ cho mình nhìn thấy hai con số. Còn bản chất của con số này thì nó vẫn rất là lớn. Và vẫn rất là nhiều chữ số đằng sau, chỉ là cái cách nhìn thôi, nhìn nó gọn gàng thôi, chứ không phải là chúng ta round up nó lên, chúng ta làm tròn và xóa các con số phía sau. Không phải. Đấy là các cách tạo biến mới. Và bây giờ các bạn nhìn thấy là tạo biến mới chúng ta có câu lệnh generate. Vậy thì nếu mà tôi bắt đầu quen rồi, các bạn bắt đầu quen rồi, chúng ta không cần phải vào chọn lệnh nữa, thì chúng ta làm như thế nào? Ví dụ bây giờ tôi muốn tạo ra một biến mới thì tôi chỉ cần đánh câu lệnh là generate và cái tắt của câu lệnh này là gen, G-E-N. Các bạn muốn tính gì thì chúng ta sử dụng cái đấy. Ví dụ tôi tạo ra một cái biến mới, đó là biến nhóm tuổi. Và biến này của tôi thì sẽ nhận, giả sử là sẽ nhận hai nhóm, hai cái phân nhóm là nhóm tuổi của tôi với cái ngưỡng tuổi là 40 và trên 40 chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ để là nhóm tuổi bằng và chúng ta đưa biến tuổi vào. Sau đó chúng ta sử dụng cái ngưỡng là lớn hơn hoặc bằng là 40. Giả sử như thế, chúng ta đã tạo ra một cái biến nhóm tuổi và với hai phân nhóm. Một nhóm là có tuổi lớn hơn hoặc bằng 40 và một nhóm có tuổi là nhỏ hơn 40. Thì chúng ta hoàn toàn có thể là đánh câu lệnh là gen nhóm tuổi bằng tuổi lớn hơn hoặc bằng 40.
và chúng ta enter. À, có biến nhóm tuổi rồi ạ. Nên chúng ta sẽ đổi sang là nhóm tuổi 1. Trùng là máy tính sẽ báo cho chúng ta là tên biến đã trùng. Thì chúng ta sẽ thêm các ký tự vào để đổi thành một cái tên biến mới. Ví dụ tôi để là nhóm tuổi 1. Sẽ bằng là tuổi lớn hoặc bằng 40 và sau đó tôi enter. Thì máy tính đã tạo cho tôi một cái biến nhóm tuổi mới, nhóm tuổi 1 và với hai phân loại, hai phân nhóm thôi. Là có các giá trị là 1 và 2. Đây ạ. À, xin lỗi, 1 và 0. 1 và 0. 1 ở đây là những đối tượng mà có tuổi lớn hơn bằng 40. Còn 0 là những đối tượng mà có tuổi là dưới 40. Và các bạn có thể vào cái phần gán nhãn đúng không ạ? Để chúng ta gán cho 1 là cái gì, 0 là cái gì. Để chúng ta nhớ lần sau. Đấy, tạo biến mới rất là đơn giản, rất là dễ. Nên là đừng bao giờ tạo biến mới hoặc là tính phải tính toán một cái biến bằng tay và sau đó nhập. Thì vừa mất công tính, tính có thể nhầm mà nhập thì cũng rất là tốn thời gian. Lưu ý giúp là hoàn toàn có thể tính toán trên máy tính. Nên là các bạn đừng mất công nhiều vào cái khâu là chúng ta tính toán bằng tay, bằng cái công thức thô ở bên ngoài. Có ai không tạo được biến mới không ạ? Chưa tạo được hoặc là không tạo được hoặc tạo lỗi không? Ổn rồi đúng không ạ? Được rồi đúng không? Có câu hỏi gì cho phần này không ạ? Để bây giờ. Đây. If, if. Gen, if. Đúng rồi. Ví dụ như bây giờ nhá, tôi tạo ra biến nhá. Chúng ta sẽ thử luôn. Ví dụ chúng ta tạo ra biến nhóm tuổi 1, à, nhóm tuổi 2 đi vì chúng ta đã có 1 rồi. Bằng tuổi 40 if. Giới tính này, chúng ta sử dụng là giới biến, vẫn tên là biến giới tính này. Bằng 1. Đấy, câu điều kiện tức là chúng ta chỉ tạo ra nhóm tuổi này nếu biến giới tính của chúng ta bằng 1 thôi. Còn nếu biến giới tính bằng nhóm khác thì chúng ta không tạo ra, được không? Đấy là câu điều kiện đấy, em vừa nói với một điều kiện nào đó. Chúng ta enter. Và máy tính trả luôn cho chúng ta là có 200 bản ghi missing. 200 bản ghi missing này chính là gì đấy? Nữ, đúng không ạ? Không phải là giới tính bằng 1. Thì máy tính nó không cho chúng ta thông tin mà nó chuyển về là missing. Missing tức là nó không có thông tin. Nó là ô trống. Đấy, thì em sử dụng câu lệnh if. Câu điều kiện. Và chúng ta có thể nhìn số liệu. Và chúng ta nhìn đến phía cuối. Thì đây, có những cái lỗ chỗ ở đây. Chúng ta nhìn thấy dấu chấm này này. Chính là những bảng ghi là nữ đấy. Nữ giới nên là nó không mã hóa cho mình. Nhiều biến quá nhỉ, nhiều biến mới quá. Bây giờ ứng dụng lại câu lệnh nào, bây giờ xóa các biến mà vừa tạo ra đi. Drop đi, hoặc là drop biến nào đấy mà chúng ta không thích đi, không muốn đi. Ví dụ ở đây tôi không thấy là biến nhóm tuổi 2, tôi không giữ nữa. Biến nhóm tuổi hay biến BMI new tôi không giữ nữa, tôi xóa đi. Đấy, tôi sử dụng câu lệnh drop và đưa ba cái biến mà tôi vừa đánh, tôi muốn xóa vào. Và máy tính bây giờ là đã xóa cái biến mà tôi vừa yêu cầu máy tính xóa. Dần dần quen với các câu lệnh đơn giản rồi thì không cần phải quay trở lại từ đầu nữa mà chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng được các câu lệnh nhanh, đúng không ạ? Đánh nhanh các câu lệnh này vào.